chào mọi người. Xin chào các chị. Chị mượn một cái điện thoại nha. Nhìn biết đẹp rồi. Nhìn biết đẹp rồi. Ai đẹp vậy? Hàng đẹp hay em đẹp vậy? Có gì lê không chị ơi? Không, hôm nay tôi không làm gì lê đâu. Hôm sau thì có khoảng 100 con di lê thôi. Bởi vì đợt này không chủ định làm nên cũng không có. Có áo len body ôm không ạ? Chị ơi, body ôm nó nằm ở trong một kiện khác nhá. Cái kiện này là áo len kiểu. Body ôm thì nó sẽ rẻ hơn đấy mọi người ạ. Body kiểu nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà cái kiện này nó là kiện len để mặc ngoài luôn đấy, mặc kiểu. Áo Giáng sinh hả? Có đấy. Bên này xinh chưa? Đúng màu tông màu Noel nha. Không có gì lê đâu ạ, hôm nay không làm gì lê nha. Giá đồng giá là 150 mọi người nhá. Áo len đồng giá là 150. Cái chất len ngày hôm nay thì nó sẽ thiên về chất len cừu nhiều hơn. Em giờ là em sẽ không để chất len trên caption là len cừu đâu. Bởi vì cái len cừu ấy Facebook nó báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng về buôn bán động vật. Khi nào có váy len vậy chị? Váy len tôi đang ủ nhá mọi người nhá. Váy len em chuẩn bị về thêm khoảng mấy trăm con nhưng mà em đang bị để sang tháng 12 âm thì em mới bán được cho mọi người mặc Tết thôi. Cho em con xanh béo hai bên kia á. Con này hả? Chị hôm nay không có, hôm nay không khác con này đúng không? Oversize mà. Này nhá, len của nó là len xịn đấy nhá. Đây này, chỗ này có đục lỗ các kiểu nhá, rất là đẹp luôn. Và cái này màu hơi ánh hồng ấy, đẹp lắm. Hôm nay chỉ có áo thôi. Không, hôm nay không phát đâu chị ạ. Cái chất len hôm nay nó xịn ý. Con xanh này các chị free size nhá. Chị à, lấy cho dù em 150 này. Phải có đề chị Hoàng Liên ta ra sao 150 mã 188 này. Hoàng Liên ta ra sao. Hôm nay đẹp bảo quả. Hôm nay xinh quá. 188 thôi chị Hoàng Liên ta xa. Đúng rồi. Em này nhá, Loen này, free size, FML đều mặc đẹp nhá, FML đều mặc đẹp ạ. 150, mã số là 312. 150, mã số là 312 cho em nhé các bạn nhá. 150, mã 312. 50, 60 cân nhá, ML, ML mặc đẹp nhá. 150, mã số là 201. 150, mã số là 201 cho em này. Con chất len này nó là hàng thiết kế rất là đẹp nhá mọi nhá. Đây mọi người nhìn cái len này này, nó xịn cực kỳ luôn đấy. Em này các chị sao? 312 cho chị Vân Anh chồng. SM mặc đẹp nhá, SM mặc đẹp. SM mặc đẹp nhá. Em này 150, mã là 130. Cái chất len này nó khác lắm mọi người ạ. 201 cho chị Mia Lê. Chất len này nó khác. Ừ, đây xem nào. À đây, mọi em cổ lọ nhá, chất len dày bịch luôn, họa tiết này. Em ơi cái chất len này phê lắm. SML được mặc đẹp nhá, SML được mặc đẹp 150, mã là 218. Cái dòng này từ đầu năm giờ bây giờ em làm 130 cho chị Thu Trang. 150, mã số là 218 cho em nhé mọi nhá. Cái con họa tiết chữ này siêu đẹp luôn này. Em này nhá, bé trai là chị nào nhá. Lên nam nhá mọi người ạ. Bé trai là chị áo cân nặng tầm từ 50-57 cân. Dưới 57 cân của các bé trai nhé mọi nhá. Em lấy 120 này, mã là 286 này. 218 cho chị Huyền Trang Nguyễn. Một em len kiểu nhá mọi nhá, nó sẽ đóng cúc ở bên. Đóng cúc như này này, nhìn rất là xinh luôn mọi người ạ. Đóng cúc nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 53 cân, dưới 53 cân nhá. 150 mã là 131 này. Đó. 150 mã số là 131 cho em này, con bèo lại đẹp luôn. S và M mặc xinh các bạn ơi. Chị Thu Hà Nguyễn. S và M mặc xinh, S và M mặc xinh ạ. 150 mã là 274. 150 mã số là 274 cho em nhá. Em họa tiếp này. Đẹp quá. SM tiếp này, dưới 55 cân, chất len dày lắm ạ. Dưới 55 cân nhá. 150 mã là 174. 150 mã số là 174 cho em này. Len trơn ạ. Con này thì nó là một dòng len kiểu mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Có vạt ở đây này. Ồ, phê luôn các bà nhá. Em này này, chị nào size S và M. S và M mặc đẹp cho em nhá. Con này cổ cao, siêu chảnh luôn. Đằng trước đằng sau đều giống nhau nhá. 150 ạ. Mã số em này là 199. Chất phê luôn. 150, mã số là 199 cho em nhé. Có lẫn bọn em lên nam.
Len Nam này, chồng chị nào cân nặng tầm 55 đến 60 cân nhá. Len Nam ạ, à, chồng chị nào 55 đến 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp này. Dưới 60 cân của Nam, em này mức giá 150, mã là 112. Chị xin Trần. Mã 112 cho em nhé mọi nhá. Đây. Một em lên họa tiết nhá. Em này 50 đến 60 cân đẹp luôn này. 50 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ, 150, mã là 276. 150, mã số là 276 cho em nhé mọi nhá. Lên họa tiết này. Con loại họa tiết mà mịn dày cơ. S và M thôi mọi người ơi. 112 S và M. S và M mặc đẹp nhá. 150, mã là 820. 150, mã số là 820 cho em này. Tiếp theo những con len họa tiết size S này rất đẹp luôn. Con này 40-48 cân nha mọi người ơi. Tay họa tiết này 40-48 cân nhá. Dưới 48 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150, mã là 220. 150, mã số là 220 cho em ạ. Mickey này, Beasley nhá mọi người ơi. Đẹp quá. 50 đến 60 cân ML. 50 đến 60 cân, dưới 60 cân. 150 nhá, chân len dày bịch luôn, mã là 367. 150 mã số là 367. Chị ơi, không bên em luôn chị ơi, sao không mình rồi em không khung được nhá. 276 nhá chị Nguyễn Thanh Hương. Len thường nhưng mà chất len ép mịn nhá mọi nhá. S và M thôi, dưới 53 cân ạ. 45 đến 53 cân nhá, 150 mã là 284. 150 mã số là 284. Chị Thanh Phạm. Tiếp theo một em len nhá, con này nó phối, nó là cổ cao, nó phối nó sẽ hở phần này hai bên này. Chị Thanh Phạm. Mình nhìn không? Đẹp lắm. Size này chắc là chị size M cho em nhá. M là mặc đẹp nhất. Có hở hai bên vai nhá. Size M nhá mọi nhá. 150, mã số là 166. 150, mã là 166 cho em ạ. Tiếp theo. Có áo size to chị ơi. Có. Đây, con này là bạn thường siêu đẹp của mình này. Đó. Nổi luôn là S và M 45 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân ạ, cổ tim siêu đẹp luôn. 150, mã là 816 này. 150, mã số là 816. 166 cho chị Thu Hà Nguyễn. Họa tiết chám này. Họa tiết quả chám nhé mọi nhá, đẹp quá. 367 cho chị Nguyễn Tâm. Dưới 53 cân ạ, 53 cân quay đầu mặt đẹp nhá. 150, mã là 305. 150, mã 305. Bà Thu Hà Nguyễn này, mẹ chốt lên ngắn vậy. Tiếp theo mà em này dáng của nó này. Chị Thúy Thúy. Dáng oversize nhá, phi size cổ đẹp quá này. Phi size nhá, S, M, L, XL dưới 65 cân ạ. Dưới 65 cân mà ok, 150 mã số 13. Mẹ bống. 150 mã số 13 cho em này. Con này là chị giới thiệu chị ơi. Đẹp chưa này, len hai vạt nhá, cổ tim cho em là chất len dày và rất đẹp luôn. Này, chất len siêu dày và đẹp nhá mọi người. Chất len này đỉnh lắm. Em này 50-60 cân, phối với sơ mi thì tuyệt vời luôn. 50-60 cân nhá, 150, mã là 821. 150, mã số là 821. Len màu trắng là hiếm nhá mọi nhá. Len màu trắng nhá. Đẹp dã man luôn này. Size M cho em nhá, màu trắng ạ, trắng kem. Bạn không biết cái áo gió vì lỗi bị hủy rồi. Áo gió chị nằm mới. Cả cái lô đấy bị hủy, không phải một mình bà đâu. 13 cho chị Nguyễn Thanh Hương. Đẹp dã man luôn này. Em này size M cho em, màu kem này hiếm nhá. Chất len dày và rất đẹp luôn. Cái lô này mọi người nhận đảm bảo sướng luôn. Cái chất len của nó xịn ấy. Nó sẽ không có chuyện bị cắn chỉ các thứ đâu. Chất xịn đấy. Size M dưới 55 cân nhá. 150, mã số là 179. 150, mã 179. Mà dòng len này cũng dễ chăm sóc nữa. Nó không như len lông. Len lông khó lắm. Size S cho em nhá. Màu trắng cổ lọ này. Chuẩn S nhá mọi nhá. Trắng cổ lọ chuẩn S này. Size S nhá, dưới 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp, 150, mã là 144. 150, mã số là 144. 179 cho chị Thu Trang Phạm. Ui, các bạn size to này, 55 đến 65 cân nhá mọi người. Tối mai em nghỉ nhá. Định tối mai khui bắc ca cho mọi người nhưng mà lại bận rồi. Mai sinh nhật Huyền mọi người. Đến là em sẽ nghỉ trưa mai và tối mai thì em vẫn live bình thường như trưa và chiều vẫn live nhưng mà tối nghỉ nhá. Ngày kia em sẽ khui bắc ca cho mọi người sau. Em này ở dưới 65 cân nhá, 150, mã là 722. Tổ chức gì mà to luôn. Mấy hàng xịn này. Chị đọc đi. 144 chị bị ngạ. 55 đến 65 cân nhá. Dưới 65 cân này. Chất dày lắm. Mọi người nhìn cái tay của nó này. Chất len của nó mới tinh. Mọi người nhìn chưa. Cái chất len này rất là xịn luôn đấy. Nhưng cái này là mọi người này. Nhưng cái hoa họa tiết có thể là chất nó thường thường thôi. Nhưng mà những cái này 722 chị chất nó toàn cái, thuộc cái loại 250-280 tệ trên một cái đấy. Em này trên 50 cân nhá. Dưới 60 cân này. 150, mã là 808 này. Cái chất len nó rất là đỉnh luôn. Ví dụ như con size L này này. Con size L này mọi người phối với sơ mi siêu đẹp luôn ạ. 55 đến 60 cân nhá, chất phê luôn.
55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 150, mã là 380. Từ đầu vụ đến chưa bán cái dòng một màu này luôn. Chưa bán một tí nào cái dòng một màu luôn nhé các bạn nhé. Tiếp theo này. 808 cho chị Thư Nguyễn. Em này chuẩn S thôi nhá, chuẩn S rồi. Chuẩn S rồi em, chật chất siêu đẹp luôn. Dưới 50 cân nhá, 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 150, mã là 804. 150, mã số là 804. Không có áo nam đâu chị ơi. Của em tay bèo nhá mọi người, xinh xuất sắc luôn. Tay bèo nhá mọi người. Thỉnh thoảng có một hai con nam chứ em không chuyên làm nam. Em này S, M, L đều ok, dưới 60 cân là mặc đẹp nhá. Phi size ấy. S, M, L dưới 60 cân. 150, mã số là 215. Công nhận là cái chất này nhá, nó là hàng giá qua sử dụng rồi nhưng mà dần lên ấy, nó vẫn rất đẹp luôn. Size S này. Chị ơi, đừng xóa nguồn nữa nhá chị nhá. Chị nào? Phương Son. Chị Phương Son ơi, chị đừng xóa con mình, chị ấy cài được mặc định rồi. Size S ạ, size S ạ. Size S cho em nhé, chuẩn S. Chuẩn S dưới 50 cân nhá. 150, mã là 730. 2159, Vũ Thanh Hệ. 150, mã số là 730 cho em nhá. Tiếp theo một em áo len hoạt hình này, xinh quá này. Em này 55 đến 65 cân nhá, hoặc là chị nào thích mặc phi size. Phi size rất là đẹp luôn. Đáng yêu vô cùng luôn ạ. Mức giá 150 nhá, mã số là 34. Lên mấy cái kẻ sọc đi em. Mấy cái kẻ sọc ở đây hả? 730 ơi chị Hương áo dài. Ok chị. Đây. S thôi, 40-48 cân tay bồng nhá, dưới 48 cân này. 150 mã là 191 này. 150 mã 191 được gì chứ. Thấy lít rồi, thấy tham nam đấy à. Đồ thể thao nam nào, em có làm đồ thể thao nam đâu, nhầm nhà không. Em này 50-60 cân nhá, màu kem này, quả chám nhá, dưới 60 cân. Nguyễn Thị Thanh 150, mã là 703. 150, mã là 703. Ủa, những con đơn màu thì đơn sắc như này tôi thề và luôn, đẹp khủng khiếp luôn. Em nó mới dã man mà cái chất của nó rất là bền đấy mọi nhá. Đây là hàng đã qua sử dụng rồi nhá mọi nhá, mà mọi người nhìn nào. Độ mới nó chỉ kiểu lết căng luôn, có nghĩa là nó không bị ăn mòn theo năm tháng các bạn. Dưới 53 cân nhá, dưới 53 cân này. 150, mã số 16 này. Đây là hàng cũ đấy, hàng đã qua sử dụng rồi ấy. Nhưng mà nhìn nó mới cho nên mới lét đấy. Size này các chị dưới 50 cân, size S nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp, 150, mã là 356 này. 150, mã số là 356 cho em này. Tiếp theo một em cổ tim nhá. Em này à, mặc sơ mi ngắn béo. Mở LXL 55-65 cân, dưới 65 cân nhé, cổ tim này, mặc với sơ mi rất đẹp luôn. 150 mã 811. 150 mã 811 cho em nhé. Siêu đẹp các bà ơi, size chuẩn S thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân nhé. 150 mã là 261. Lên cái này đi. Có bao nhiêu nhỉ? Đang lên mà. 703. Ra beo này. Phi size nhá, SML đều ok. Phi size 56 chị Lâm Bảo SML anh đều mặc đẹp nhá. 150 mã là 265. 150 mã số là 265 cho em này. Tiếp theo mọi người ơi, 811 cho chị Nguyễn Thúy. 50-60 cân ạ, dưới 60 cân nhá. 150, mã số em này 159. Không biết tả nào nhưng mọi người nhận thấy rất là đẹp. Đây là em hàng đắt này. Cũng biết ngay mà, đây. Hàng size XL Lâm Bảo Anh Hải. Cái này nhá, em tả cho mọi người là mọi người nhìn thì thấy bình thường thôi. Nhưng cái viền cổ của nó và tay của nó là lông thỏ xịn nhá. Đó. Em này các chị có cân nặng 60-65 cân, dưới 65 cân nhá, 150, nhưng con này giá không dưới 10 củ đâu. Mã số là 1140. 150, mã số là 1140. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoài. Một em len lông này mọi người ơi. Con này nó len cừu nhá, nó sẽ có những cái phần lông này ra này. Đó, chứ không phải là áo nó bị sủ lông đâu nhá. Đây này, mọi người nhìn này, nó sẽ hơi lông lông một chút ạ. Em này các chị có cân nặng 50-60 cân nhá, dưới 60 cân này. 150, mã là 129. 150, mã là 129 cho em ạ. Cái màu này siêu đẹp luôn. 140 con này là tay của nó tay hàn, tay của nó tay lỡ và suông nhá mọi nhá, sẽ to này. Em này các chị size M là mặc đẹp nhá, M là mặc đẹp cho em ạ. 150 mã là 137. 150 mã là 137 cho em nhá. Tiếp theo em len lông tiếp này. Len lông nhá mọi nhá. Cổ lọ này. Đẹp chưa? Cái này em có một con, thề với các bà luôn, mặc lên nhá nhìn một chặt lắm. Chị không chuyên. Em này size S và M mặc đẹp, nhìn dáng vậy thôi, chỉ S và M mặc đẹp thôi. 150 mã là 248. 150 mã 248 cho em. Cổ lọ em ơi. Cổ lọ hả? Để em. Ui màu đẹp chưa? Màu hot nhất Zara luôn á. Năm nay mà Zara ra màu này nhiều. Và xanh lá cây không biết rồi. Đây em này các chị có cân nặng 55-65 cân nhá. Dưới 65 cân này. 150 mã là 104. 2 không có. 150 mã 204. Disley. Disley
siêu đẹp nhá. Chị Đinh à, rắn béo. Diddly Fee size nhá, Diddly Fee size. Áo Diddly Fee size nhá, 150 mã là 208. 150 mã số là 208 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. À, lên một em dáng nhẹ nhàng thôi. Con này nó là chất len sợi hàng của Buan Rivano nhá mọi nhá. Con này này. Size tầm 50 55 cân. 40 chốt rồi. 104 chị Thục Nguyên. Chảnh này. 50 55 cân tay hàn dài nhá. 150 mã là 232. 150 mã số là 232 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. Một em đơn sắc thôi. Ô như cái lô này hầu như toàn có mác bên trong các bạn. Em này các chị size M cho em nhé. 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. 150 mã là 297 ạ. 150 mã là 297 cho em. Xinh quá. Nào, lên họa tiết này các bà ơi. 232 cho chị Sim Trần. Họa tiết SML cho em nhá. Dưới 57 cân ạ. Dưới 57 cân là mặc đẹp ạ. 150 mã là 122. Xong rồi em rồi. Ồ, dạo này mình đứng này cái bụng mình không bị phưỡn ra nữa rồi. Em này size S này. Chị con cáo già. Size chuẩn S thôi mọi người nhá. Chất phê lắm. Đấy căng luôn. Chuẩn S thôi, chuẩn S thôi. Dưới 50 cân nhá. 150 ạ. Mã số em này là 293. 150 mã số là 293 cho em nhé mọi nhá. 293. Tiếp theo. 122 cho chị Thu Trang Phạm. Ô, các chị em bảo là em đi tập, em mấy hôm nay em có đi tập. Nhưng mà cảm giác người có thể gọn vào như vậy là tăng cân, không hiểu sao em tăng 11 cân rồi các bạn ơi, size F. Dưới 50 cân ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150 mã 120. Ô, đi tập để giảm cân vậy tăng cân mã ơi. 293 chị Đinh Văn Anh. Cho em xem cái xanh lúc đấy Châu Cầm là cái xanh nào nhỉ chị con cáo già ơi. Em này 50 60 cân nhá, họa tiết này 150 mã là 294. Hầu như lên em vẫn giữ giá cho mọi người, em yên tâm giá không có đổi đâu. Một vài năm nữa không biết là có tăng giá nó có tăng không, nhưng mà bây giờ hiện tại là chưa tăng nhá. Tạm thời trong năm nay không tăng. Em này 50 60 cân nhá, 150 này, mã là 318 này. 150 mã số là 318 cho em này. 294 chị Duyên Lương. Con xanh này đẹp luôn các bạn. Xanh này nhá, cổ của nó cổ đổ này. Mọi người thành cổ lọ, cổ đổ đều xinh nhá mọi ơi. Đây này. Chất len đẹp lắm. Chất len này nhận mọi người tự ưng hết luôn. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân, khó tính nhất phải ưng luôn. 150 mã là 113. 150 mã là 113. Ôi sweater này mọi người ơi, mọi người nhìn thấy đồng áo nỉ đúng không? Như nó là len ép đấy mọi người ạ, dày lắm. Em này phi size S, ML là mặc đẹp nhá. 150 thôi, mã là 322. 150 mã số là 322 cho em nhá. Quần len bao giờ lên chị ơi? Ui, lại nói đến quần len nhá, lô quần len sau mà mọi người bỏ qua lô đấy là em hết rồi. 113 chị Nguyễn Thu. Còn một lô, còn một lô quần len gần đây nhất này. Sau lô, sau cái hôm nay nhá, là một lô khui gần nhất đây này. Là một lô đẹp nhất từ đầu vụ giờ em làm luôn. Em này mà em lên nam nhá, chồng thì đào cân nặng tầm từ 57-62 cân, dưới 62 cân nhá. 150 mã là 193 của nam. 150 mã 193 nhá. Đấy là lô em cảm giác là đẹp nhất từ đầu vụ đây. Toàn baggy mà ra màu sắc đẹp luôn. Một cái dáng quần nó rất xịn luôn. Em này các chị size M cho em này. Chị Bùi Hằng. Đường viền này nó dẹt lên nhá mọi nhá, dẹt lên này. Em này các chị có cân nặng size ML 50-60 cân, 150 mã là 221. 150 mã số là 221. Ưng ừ, lòng thơm tho sạch sẽ nay chị nhận hai cục hàng rất yêu. Cảm ơn chị, nỗi đau ngược chị ạ. Em cảm ơn chị. Ủa? Tiếp theo một em sweater này. Em này 50 đến 65 cân. 193 cho chị Long Lanh. 50 đến 65 cân nhá. Con này là sweater nhá mọi ơi, mặc với giáp cơ rất đẹp luôn. Bên năm nay nhá, ngoài mặc với chân váy phối ra thì con khỏe này mọi người với dọc mặc với giáp cơ cho em, mặc cái quần lỉ ấy, hoặc quần len ấy, hai, rất đẹp luôn. Thu Hà. 150 nhá, mã số là 818. Thử ra là mọi người mặc với giáp cơ xong đi giày xong phối đồ lên ấy, phối túi thể thao hoặc là phối mũ lên ấy, đẹp lắm. Nó nằm ở cái chất luôn. Tiếp theo này, em này mỏng nhẹ nhá, con này mùa thu và miền Nam thì ok. Em này các chị có cân nặng tầm 50-60 cân này, 120 nhá mọi nhá, mã số là 12. 120 hả? Hôm nào có cái quần len đấy hả? Quần len đấy chắc sắp có rồi. Qua đêm nay á. Em này các chị size 50-60 cân này. Chất len này giống như chất len của bọn HM, vừa nhẹ vừa ấm này. Mọi người mặc thử mà xem, nhẹ cực luôn và rất ấm luôn. 50 đến 55 56 cân nhá, 150 mã là 23. 23 cho em nhá. Tiếp theo mọi người ơi. Bọn em này quá đẹp luôn này. Phối nhá, chỗ này của nó là phối jean. Em này các chị size
ML mặt đẹp nhá, 150, mã là 170. 150 mã 8 chị Đồng Văn Thành. Ủa chất đẹp quá này. Màu vàng mỡ gà, cái màu này da ngăm ngăm cũng mặc được nhá mọi nhá. Phi size SML. Phi size SML thì ok nhá. 203 cho chị Nguyễn Xuân. SML là mặc đẹp ạ. 150, mã số là 310. 150, mã số là 310. Mọi người cần họa tiết, nó có họa tiết chất len ép đẹp chưa? 50 đến 65 cân. Dưới 65 cân là con này mặc lô em xinh. 150, mã là 184. 150, mã số là 184 cho em nhé. Ui giời ơi, chất đẹp khủng khiếp luôn, cổ lọ mọi người nhé. Đây, hầu như hôm nay len toàn có những cái này. Đây chị ơi. Ủa con như này là SM thì ok rồi. S và M mặc đẹp ạ. 150, mã là 258. 150, mã là 258 cho em này. Đây, một em rất đẹp luôn nhá. Con này à, thuộc dạng dòng chất của nó luôn. Phần thân của nó là lông cừu nhá, phần cổ và phần này của nó này là len lông thỏ S này. Em này các chị size 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này. 150, mã là 240. 150, mã số là 240 nha nhá. Chất em sợ đây ạ. 258 cho chị Trà My Nguyễn. Em này nhá, một em tay hàn nhá mọi nhá, tay của nó sẽ như này. Các chị 50 60 cân ạ, 150, mã là 133. Em này hầu như là phi size anh nhưng mà em để em tư vấn cho mọi người để mọi người. Đây là một em siêu đặc biệt này. Mọi người nhìn thấy đơn giản thôi đúng không? Nhưng bên trong nó phải dẹp thêm một lớp len lông ở bên trong này. Thế nên là con này nó là đại hàn rất ấm, bên trong của nó là một lớp len lông nữa này, ấm lắm. S và M nhỏ dưới 52 cân thôi, 40 52 cân nhá. 150, mã là 729 ạ. 150, mã là 729 cho em này. Đấy, nhiều lúc nhìn nó có vẻ đơn giản nhưng mà để ra được một cái áo đẹp thì nó phải nhiều chi tiết lắm. Em này 55 đến 65 cân đơn sắc nhá. 55 đến 65 cân, 150, mã là 707 này. 150, mã là 707 cho em nhá. Chị Vũ Nga ơi, chị thoát ra bảo lại đi ạ. À? Hút đi, màu siêu đỉnh luôn. 729 cho chị. Mũ rộng rãi rất là đẹp đó. Em này size M cho em nhé, chuẩn M. 150, mã số là 323. 150, mã số là 323 cho em. Em họa tiết này. Đẹp chưa? Lô em ơi, đến rồi, 50 60 cân. Có tới chị Nguyễn Ngọc Bích nhá, 50 60 cân này, 150 ạ, mã số là 155. 707 cho chị Phương Hoàng. 150 mã 155 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo. Một em đơn sắc tiếp nhá. Ôi hôm nay những con đơn sắc đều rất đẹp luôn, cái chất của nó dày lắm mọi người ạ. Mọi người nhìn qua like là như nào là nhận như thế luôn. Em này 48 đến 55 cân. 707 cho chị Trần Thị Bích Ngọc. Dưới 55 cân nhá, 150, mã là 157. Ông này em chưa đưa đo eo, biết eo của em giảm về bao nhiêu rồi, đi thêm. Tiếp theo là em sweater này. Size M nhá. Size M. 323 chị Mai Thu. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 55 cân nhá, sweater này. 155 cho chị Lộc Hòa. Cái này mọi người thêm một cái quần len ống bó hoặc là quần jogger kiểu ống rút rút dây ấy. Màu xám hoặc màu trắng đều đẹp ạ. Size M 150, mã là 148 này. 150, mã 148 nha em này. Của em cổ tim nhá. Cái này các chị size XL là mặt đẹp. Trần Quỳnh Vân. Mọi người nhìn nó đường chéo của nó chưa? Thế đây không? Thấy không? 60, 65 cân mọi người ơi. 60, 65 cân nhá. 150, mã là 373. Đấy, đẹp quá. 150, mã số là 373. Ui, em len kiểu nhá mọi người ơi. Con này là khoét vai. Nói chung là ra được cái áo hơi bị kiểu cách luôn. Con này khoét vai nhá mọi nhá, khoét vai. 148 chị Nguyễn Ngọc Bích. Con này 50 55 cân nhá. 50 55 cân ạ, dưới 55 cân, 150, mã là 202. Một em là len nhung ấy. Con này giống con em hát ảnh quá này các bà ơi. 50 60 cân nhá bà ơi. 50 60 cân chất len xịn thật đấy. 50 60 cân nhá, 150, mã là 264. Lên dồn hàng lên cho chị em ở 373 chị Điệp Thu. Họa kẻ họa tiết kẻ nhá. Đây, những con này mọi người vui sơ mi đi ạ. Size dưới 52 cân ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 52 cân này. 150, mã là 195. 195. Ui. Con này là khoét vai nhé mọi người ơi. Khoét vai nhẹ này, hở nhẹ thôi hai bên. 264 chị Hà Phan. Đây, hở nhẹ hai bên nhá. Nhìn chảnh ơi chảnh luôn đấy. Em này 50 57 cân nhá, dưới 57 cân này. 150 mã 123. Chị ơi chị chỉ gọi chị Hà Thu à, chị Hà Phan ơi.
hầu như toàn là có mắc lỗi ở trong. Chị là khách mới cho em xin thông tin nhá. Vì con màu này mặc lên da cái ruột trắng như tuyết. Em này một màu như rất đẹp ạ, 40-48 cân. Dưới 48 cân nhá. 150. Mã số là 319 ạ, cổ 5 phân. 319 ạ. Mọi người nhớ cái áo hôm qua em mặc đến đây không? Mặc cổ 3 phân không? Mấy nữa về đấy, cái đấy của Zara có về khoảng 70 con. Tiếp theo này. Cái đấy các bạn mặc phối lên thì đỉnh luôn. Chị chỉ cho mọi người nhá. 50-60 cân nhá, tay của nó tay vuông như này nè. 50-60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. 150, mã là 303. 150, mã số là 303. Hết một dãy dưới rồi. 1, 2, 3 cho chị biển mùa đông. Cổ dày quá, đẹp chưa? Em này đẹp quá, em này là tay của nó tay Hàn nhá mọi người nhá. 50 trở đến 57 cân ạ, dưới 57 cân ạ. 150, mã số là 132. 150, mã số là 132. 303 cho chị Nguyễn Minh Diệu. Bạn tiết vu xì nhá mọi người nhá. Em này 50 dưới 60 cân ạ. Dưới 60 cân nhá. 150, mã là 381. 150, mã số là 381. Con đen này là sảnh chảnh lắm đấy nè. Cổ lọ nhá các bạn nhá. Dáng chùm mông. Cổ lọ dáng chùm mông cho em nhé. Cái này mặc với bốt, đi bốt cao và mặc với chân váy xòe rất đẹp nhé. Đen đưa trơn, phù hợp cho các chị size ML và bụng béo nhé. 50 đến 65 cân, dưới 65 cân nhé. Cổ lọ đen trơn này, 150, mã là 106. Cái dòng này như khoảng kia 381 cho chị Duyên Lương. 150, mã 106 nhá. Đỏ có hình hoạt hình, xinh quá này. Em này, 32 SML Thúy Lương. SML để mặc đẹp nhá. SML để mặc đẹp ạ. 150, mã số 11. 150, mã số 11 cho em ạ. Tiếp theo ạ. Em này nhá, 55 đến 65 cân này. Just me. 55 đến 65 cân nhá. Dưới 65 cân này. 150, mã là 304. Lành kiên nhiên. 150, mã là 304 cho em nhá mọi người ơi. Em mát lụa đàng hoàng luôn này. Em này mát lụa nhá. Các chị có cân nặng size 50 cho đến 60 cân. 50 60 cân, 150, mã là 28. Cái chất đen này thì nó khôn áo thật. Nhìn cái áo lên là thấy ok. Con này là một dành cho các chị size M thôi. Chùm mông. Chùm mông nhá, size tầm 48 đến 55 cân. 150, mã số 15. 150, mã số 15 cho em. Tiếp theo này. Có một con rất là đẹp. Phối màu đỉnh luôn các bạn ơi. Đẹp quá. S và M nhé mọi nhá. S và M mặc đẹp, chất len của phê. Chất len của phê luôn. Váy xanh em mặc còn không? Váy xanh em mặc á? Em không muốn bán đâu chị ơi. Cái này nó đang là dáng suông ấy, che bụng tốt. Bụng em bây giờ mọi người. Em nói bụng bụng em 88 15 cái gì đâu. Em này dưới 55 cân nhá, 150, mã là 152. Bụng em đang 88 đấy. Có, hôm nào có bác ca là có phao đông vu đấy. Tiếp theo em vàng này đẹp chưa này. Con này các bà size chuẩn M mặc đẹp cho em nhé. Chuẩn M thôi. 50, 55 cân, 150, mã là 173. Chị ơi, một cái được mà. 150, mã là 173 cho em ạ. Em này có nơ nhé mọi nhé. À lên khoảng tiết 152 chị Trần Quỳnh Vân. Em này các chị 50, chuẩn 57 cân nhé. Dưới 57 cân ạ. 150, mã số em này là 262. 150, mã 262 cho em nhé mọi người. 173 chị Wiki Hằng. Hoodie hồng, con này là oversize nhá. Càng rộng mà càng đẹp luôn. Màu hồng nhá bà ơi, tay phối jean này. Đẹp quá. Hoodie hồng nhá, phi size ạ, chị làm mặc được form rộng lấy luôn. 150 nhá, mã số là 213. 150, mã số là 213 nhá. Đây là một em dáng siêu sang chảnh nhá mọi nhá. Dài đến bụng chân ạ. Dài bụng chân mọi người mặc với sóc dạ cho em. Em có làm cho mọi người được 200 con sóc dạ với mức giá là chỉ hình như là 90.000, 99.000 và 120 thôi. Thế nên là chắc chỉ rẻ như thế thôi, không có 150 đâu, 120 quay đầu thôi mà là phụ kiện nhá. Hôm nào có thì em gọi các chị nhá. Cô này nó hàng xịn mà. Ôi nhìn xịn thế nhỉ. Em này các chị S và M mặc đẹp nhá. S và M mặc đẹp này. 150 chất siêu đẹp luôn. Mã là 279. 279 ạ. Con đấy mọi người phối thì có là rỡ luôn. Chị nào cho chị xin là chỉ chị nào ơi. 40, 48 cân thôi ạ, dưới 48 cân nhá. 48 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 48 cân này. 150, mã là 320. 150, mã số là 320 nhá. Siêu đẹp luôn. Cũng S thôi ạ, 40, 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân ạ. 150, mã là 117.
Nhiều lúc mọi người cứ bảo hàng xịn là cái gì đó rất là khó, nhưng mà nếu mà chị nào mà mới làm vào nhà em là thì mọi người sẽ thấy bất ngờ vì bán hàng xịn nhưng mà siêu gọn gàng nhá mọi người nhá. Vào nhà em 50-60 cân nhá. Hồ chất đen này 320 với chị Trần Quỳnh Vân. 50-60 cân. 127 chị Tuyết Nguyễn. Dưới 60 cân nhá, 150 ạ, mã số là 291 ạ. 150 cho em ạ. Tiếp tục nhé mọi ơi, con màu tím than này khá là hiếm ạ, cổ cao nhá mọi nhá. Dáng này, vạt của nó là vạt cách điệu ấy mọi ơi, đẹp chưa? Em này nó là cách điệu đó, siêu sang chảnh ạ. Em này là 47 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá, 150, mã số là 313. 321. Không có ở đây. 150 mã là 313 này. 291 cho chị Nguyễn Thị Kim Anh. Em phải nói thật luôn là con này mà phối với sơ mi thì quá này. Con này nhá mọi người ơi, chất của nó là len đan như này này. Nhìn nhìn thôi. Nên người ta gọi là len hạt gạo đấy ạ. Em này các chị có cân nặng 55-65 cân phối sơ mi đi ạ. 150 mã là 711 ạ. Len hạt gạo đấy ạ. 150 mã 711 này. Basic is the best. Con này quá đẹp luôn. 40-48 cân. Dưới 48 cân nhá. Dưới 48 cân. Con này là mọi người vào Zara nó đang có một phiên bản như này, nhưng nó sẽ cách điệu một chút là phần này nó có cúc này. Đấy. Nhưng mà nó màu tím than. Dưới 50 cân nhá, 150, mã là 723. Dưới 50 cân ạ, 150 mã là 723. 711 cho chị Hồ Thu Hà. Con này khổ lọ nhá mọi người ơi, size S chuẩn thôi. Chuẩn S nhá mọi nhá, dưới 50 cân ạ, 150, mã là 250. 150 mã số là 250 nha em ạ. Tiếp theo mọi người ơi, màu xanh xanh cổ vịt nhé mọi người nhé, đơn sắc nhưng mà chất nó lại thuộc dạng đỉnh. Em này 50-60 cân ạ, dưới 60 cân nhé, 60 cân quay đầu mặc đẹp này. Xem thôi chứ đầu hàng 723 cho chị Lan Moon. Hôm nay không đông, hôm nay không đông, hôm qua tận 5-600 mắt cơ. 150, mã số 10. 250 cho chị Nguyễn Phúc. 150, mã số 10 cho em này. Tiếp theo của em này nhé. Em này này, các chị size tầm từ 55-60 cân nhé. Này, dáng của nó sẽ như vậy. 55-60 cân len sọc dọc xuống nhé mọi nhé, làm người thon hơn đấy. Dưới 60 cân nhé, 150 mã số 27. 150 mã số 27 này. Số 10 chị Hà Giang Han Pico. Đẹp quá này. Con này là dáng trùm mông nhé mọi người, mặc đi bốt này. Mặc với chân váy và đi bốt ok luôn. Em này các chị có cân nặng size dưới 52 cân nhé, cổ lọ này. 150 mã là 8224. 150 mã 824 cho em nhá. Ui bà làm được con này đỉnh luôn, chất đẹp dã man. Size S thôi mọi người nhá. Đây em tả cho mọi người nhá, mọi người nhìn đơn thuần thôi. Nhưng mọi người nhận về này, riêng cái viền này của nó là đan bằng một sợi len khác và tay làm tay bồng ra nhá. Chỗ con gấu này là đẹp đẹp lên này, đẹp dã man, size S rồi. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân này. 150 mã số là 189. 150 mã số là 189 cho em nhá mọi người nhá. 150 mã 189 cho em này. Màu hồng size S thôi ạ. Em này 45-50 cân. Đây này. Dưới 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150 mã số 25. 150 mã số 25 chị Hoàng Hạnh. Con này nhá, phối này. 50-60 cân nhá. Chỗ này mic giả giả rách ấy, nhưng mà không rách đâu, nó rất là đẹp mà. 189 cho chị Đặng Hà. 50-60 cân ạ. 150 mã số là 701. Thôi ra phụ bạn đi em ơi. Lô em đến rồi, lô em đến rồi. Nhìn 25 cho chị nhỉ? Mỹ Lệ Nguyễn. Em này dưới 52 cân ạ. Chị Đặng Hà. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 52 cân này. 150 mã là 365. 150 mã số là 365 nhá. Tiếp tục nhá mọi người. Em này nhá, tay phồng này, tay kiểu nhá mọi người ơi. Nhìn đây. Em này 50, 60 cân, tay phồng nhá, tay bồng ạ. 50-60 cân nhá, dưới 60 cân này. 150, mã số là 209. 365 cho chị Đoàn Thanh Thủy. Con này là một em len sợi siêu đỉnh nhá các bạn nhá. Đây, len sợi nhá. Lấy đi ạ, dòng này các shop toàn bán với giá là 250. Đấy là bèo nhá, không phải tầm 350 luôn này. Cái chất len sợi này đắt, rất đắt luôn. Em này các chị S, M, ok. S và M nhá, 150, mã là 828. Chị Tùy Duyên đấy chị ơi. 150, mã số là 828. Chị chậm quá. Tiếp theo nhá. 209 chị Đoàn Thanh Thủy. Tiếp theo một em size crop top size XS. Crop top size XS ạ, 40-48 cân, dưới 48 cân.
Ui, đẹp luôn. 150 mã số 30 cho em nhá. Tiếp tục này. 828 chị Hương Dâu. Của em này phối này, chất lên đẹp quá. Em này các chị size S rồi, dưới 50 cân nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp này. 150 mã là 806 này. Lớp bóng này xinh sâu. Tiếp theo này. Họa tiết nhá mọi người ơi, cái con mèo. 30 chị Hôn Hoàng. Em này cute lắm. Em này các chị dưới 52 cân ạ, à, trẻ thôi. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Chứ rồi con này có cái chấm bẩn ở đây. Có hai chấm ở đây này. Có hai chấm bẩn ở đây. Thôi lấy cái 380.000 nhá. Hai chấm bẩn nhỏ nhỏ phần này. 80.000 nhá mọi nhá. Mã số này là 725. Không nhìn thấy đâu ạ. 806 không? 806 chị Dương Hạnh. Chị nào cần một màu mà cổ tim này. Con cổ tim đẹp dã man luôn đấy. Tôi thấy mặc với sơ mi lên ấy, đặc biệt là sơ mi trắng lên ấy, nhìn nó cứ thanh lịch làm sao ấy. Khí chất ấy. Em này 47 đến 55 cân, dưới 55 cân này. 150 mã là 713. 150 mã số là 713 cho em nhé. 725 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Màu hồng chất lên đỉnh của chóp luôn nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 50 60 cân, dưới 60 cân nhá. 150 mã là 702. Chùm mông nhẹ đấy. 150 702. Một lớp à gì một màu này. Cái con này XS rồi, 40 48 cân là mặc đẹp nhá. 713 chị Hương Dâu. 40 48 cân ạ, 150 mã số 22. 150 mã số 22 cho em. Tiếp theo 702 cho chị Chi Đặng. Họa tiết này. Em này các chị có cân nặng tầm M nhá, 48 đến 55 cân. Họa tiết hình con mèo vừa nãy đấy. Dưới 55 cân nhá, 150 mã số là 121. 150 mã là 121 cho em này. Đỏ thì con hiêu nhá mọi người ơi. S và M. Dưới 52 cân ạ. 52 cân quay đầu mà đẹp, dưới 52 cân ạ. 150 mã là 364. 150 mã số là 364 cho em nhá. 22 chị Trúc Mai Thanh. Bút đi nhá, con này size 2XL cho em. Đây này, họa tiết di vần chi nhá mọi ơi. Như cái này của nó là da. 121 cho chị con cáo già. Nó xịn đấy. Cái này là da nó không phải in đâu. In ra miếng ấy, đắt đấy ạ. Em này nhá, di vần chi oversize này. Các chị có cân nặng 60-65 cân, nam nữ đều ok nhá. 60-65 cân, nam nữ đều đẹp nhá. Xinh thật đấy. Em này 150 mã là 819 này. 150 mã 819 ạ. Nhưng con đấy nhá, riêng hàng Việt Nam mình ra công ra, ra đến thành phẩm của nó phải tầm 400.000 vì những cái miếng đây đắt lắm. Miếng da kia là để dán lên này đắt. Em này là 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này. 150 mã là 782. 150 mã là 782 em này. Mấy em len đan sợi nhá mọi em. Con này các chị 40-48 cân là mặc đẹp cho em. 819 chị An Nguyên. 40-48 cân, dưới 48 cân nhá. 150 mã là 823. 150 mã số là 823. Tiếp theo, em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 65 cân nhá. Dưới 65 cân này, mặc cái quần len đi, đẹp cực. 150 mã là 711. 782. 150 mã là 711 cho em. 782 chị Tuyết Minh Nguyễn. Tiếp theo ạ. Màu đen này. Em này rộng rồi, em này 823 chị Thùy Dương Nguyễn. Em này phải dành cho các bạn trẻ và thích cái phong cách kiểu tay rộng là một này, thân rộng là hai này. Con này thì mác nó sẽ không có sai đâu, nhưng mà nếu mà chị nào mà thích mặc được form rộng thì lấy nhá. Con này tay của nó là tay rộng đấy ạ. Phải trẻ thì mặc được con này. 711 cho chị. 150 mã là 357. 150 mã số là 357 cho em nhé mọi ơi. Chất dày bịch luôn. Em ơi, cảm giác cái chất nó đẹp dã man luôn. 50 60 cân nhá, dưới 60 cân này. 150 mã là 363. 150 mã số là 363 cho em nhá. Ủa con hoodie đẹp quá. Hoodie nhá. Phi size SML đều mặc đẹp ạ. SML đều mặc đẹp nhá. 150 mã là 728. 150 mã số là 728 cho em nhá mọi em. Họa tiết. Có thể chị Loan phụ. Chuẩn S thôi mọi người ơi, chuẩn S thôi. Chuẩn S nhá, chuẩn S cho em dưới 50 cân ạ. 150 mã số là 826. 150 mã số là 826 cho em này. Hoodie này không phải bỏ qua được. Hoodie này phi size SML là mặc đẹp, màu tím chết nhá. SML là mặc đẹp ạ. 150 mã số em này là 353. 150 728 cho chị Trà Bông Đông Tảo. Mã là 323 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo này. Con này mà em len mỏng thôi. Có cúc đóng ở đây nhá. 40-48 cân, dưới 48 cân nhá. Mỏng này 120, mã số là 31. 826 cho chị Liên Mùi. 120, mã số 31 cho em này. Mời em khoét vai nhá mọi nhá. Chị nào mà muốn hơi sexy một chút này. S và
là mờ mặc đẹp nhé, khuyết vai. Dưới 55 cân nhé, dáng hơi chùm mông nhẹ. Dưới 55 cân nhé, 150, mã là 307. 150, mã số là 307. Thế chị Triệu Hoàn ạ. Đẹp quá này. Nay không áo chén anh trẻ con đâu mọi người ơi. Anh trẻ con em không làm ở đâu, em khóa sổ cả pha trẻ con khóa luôn rồi. Em này dưới 52 cân ạ, 45 đến 52 cân nhé. 150, mã số em này là mã 260. 150, mã số là 260 nha em. Năm nay tiếp theo này, con này đẹp quá các bạn, 50-60 cân nhé, cái chất len quá đẹp luôn. Nhìn tưởng hút đi đúng không? À, 307 chị Nga Vũ Thị Thanh. Dưới 60 cân nhé, 150, mã là 333. 150, mã số là 333 nha em nhé. Một em màu đen cổ tim này, con này em phối với sơ mi trắng lên này, quá tuyệt vời. Sơ mi trắng mà không cần sơ vin luôn nhé mọi nhá, không cần sơ vin đâu, để suông rất đẹp luôn. Còn cái cổ lơ ấy, em này 50 cho đến 60 cân nhá, dưới 60 cân, crop top. 260 chị Phương Đỗ. 150, mã là 271 này. 150, mã số là 271. 333 chị Tuyết Minh Nguyễn. Một em quả dâu nhá, con này nó dệt nổi cái quả dâu lên luôn. Em này các chị chỉ mờ là mặc đẹp thôi, chỉ mờ là mặc đẹp nhá. 150, mã là 361. 150, mã số là 361 cho em nhá. Crop top. Size M. Sao chị Phương Đỗ lại? Chị Tuyết Minh Nguyễn 333. Crop top size M nhé mọi nhá. Crop top size M. 27 mới chị Ruby Hana. Em này 50 55 cân, crop top 1 cam ạ. 150, mã là 14. Có một con len mèo này, chất dày đẹp lắm. Em lấy 120 đây này. Cổ lọ nhá. Em này 48 đến 55 cân. Chị Ruby Hana 27. Dưới 55 cân nhá. 150, mã số là 708. À 120. 361 cho chị Chi ạ. 120 mã 708 này, 120. Len mèo 120 mã 708 này. Ô con mèo này có một con nữa này, nhưng con này không phải cổ lọ nhá. Em này cũng ép và mờ mặc đẹp cho em nhé, 120 này, mã số là 125 này. 120, ôi nha, xem có con nào này. Gì đấy? 308 có một con nữa. 361 chứ. Cổ lọ đấy. 614 chị Lộc Hoàng. Đẹp chưa? Chỗ này của nó là thêm lên nhá. Trang em này các chị có F và M, F và M nhá. 150, mã là 781. 150, mã số là 781. 125 cho chị Kim Hoàng. Tiếp theo này. Ôi, sweater siêu đẹp nhá. Em này nhá, phi size ạ. À. Ai thích mặc rộng thì lấy cho em. Chất đẹp cực. 1708 của chị Thu Trang Phạm. Chất siêu đẹp nhá. Ui đẹp quá này. Của anh chọn lên trợ giúp nhá. Ok. Phi size, phi size nhá. Sweater siêu đẹp này. 150 nhá. Con này phải có thêm một quần, quần baggy len ở đây thì đúng là cái set này bán mọi người 450 đầy người luôn. Chất đẹp lắm. 150, mã số 35. 150, mã số 35 cho em nhá. Một em màu trắng này. Con này nó đặc điểm ở chỗ nhá, em để xa mọi người mới nhìn thấy này. Chỗ này của nó là ô vuông này, của nó là len thỏ này. Ô vuông này của nó là len kiều này. Đấy. Em này size M là mặt đẹp nhất nhá. M đẹp nhất ạ, 150 mã là 177. 150 mã số là 177 cho em nhá. Tiếp theo ạ, một em cổ của nó là cổ 5 phân nhá. Hai bên này có đính kim tuyến này. 50 đến 60 cân. Chị đặt vào bao nhiêu? 781. 781. Dưới 60 cân nhá mọi nhá. Mặc đẹp này. Em này 150, mã là 355. 150 mã 355, chất len dày bịch luôn ạ. À. Và cái len của kiểu của nó rất đẹp luôn. Một em này size M, 48 đến 55 cân ạ. À. 150, mã là 803. 150 mã 803 cho em này. Hút đi nhá mọi người, chất len sợi siêu đẹp luôn. Nhẹ và rất ấm nhá mọi nhá. Cái này có mic cái này này, nó còn những mic những cái hạt nhỏ nhỏ giống như kiểu bọn chất lạ của bọn khu xí mọi người. Cái này, nhìn không? Đấy, nó không phải màu kem trơn đâu nhá. Em này 50 60 cân ạ, à, dưới 60 cân nhá. 150, mã số em này là mã 316 này. 103 chị Tạ Béo. 150 mã số là 316. Mọi người có nhìn thấy con này họa tiết giống cái gì không? Đây là một em áo len lam. Burberry. Em này chồng chị nào cân nặng 65 đến 70 cân nhá. Dưới 70 cân cho em này. Dưới 70 cân ạ, 70 cân quay đầu mặc đẹp của nam nhá. Dưới 70 cân này. Em này 150, mã là 814 này. Ôi, sao nào?
chồng mà 1 tháng chưa về, 2 tháng chưa về. Cái gì cơ? Chị đang kêu là đặt tuổi ra chồng 2 tháng chưa về. Thế chắc là hết rồi ấy. Các chồng 316 chị đi với anh. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân nhá, chân lên đan này, lên hạt gạo ạ. Dưới 55 cân 150, mã số là 815. Đây này, đấy cái len vừa đấy bây giờ 814. Cho chị con kéo dài. Năm nay cái len nam ấy mọi người, em định làm cho mọi người là toàn những cái len họa tiết mới mới như thế. Nhưng mà khổ lỗi là bên kia họ không hiểu tiếng mình, nó không biết phân loại cho mình luôn ấy. Em này 48. Nào, 48 đến 55 cân nhá. 150 mã là 308. Nhiều lúc mình nói được, em có thể nói được nhưng cái sao nhỉ? Từ chuyên ngành này em không biết. Em này là phi size nhá, mặc với dấu quần siêu đẹp luôn này, xì sang chảnh lắm. Phi size SML là ok. 150 mã số 100. 150 mã 100. Ê ơi, những con như này lên không giấu. Cứ gọi là phê. Bác không cái này gọi là đình đá hay là bằng chị Thùy Dương Nguyễn. Là bằng vãn đá rồi. Chị có kêu chị lên không vào ơi. Lê Phương Hoàng cũ ấy. Em này size S và M nhỏ dưới 52 cân nhá, chân đẹp lắm. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150, mã là 207 này.55 cân nhá, 47, 55 cân này, dưới 55 cân nhá, 150, mã là
nhìn, mọi người nhìn chưa? Những cái họa tiết của nó trên đều không phải là bình thường nha. Em này các chị size M dưới 55 cân nhá. 150, mã là 244. 150, mã số là 244 nha em nhá. Đây, một em này len kiểu và các chị là sẽ rất thích luôn. Tay của nó có phối một lớp len bên trong rồi là rất là ấm luôn. Giống như mọi người đang mặc váy giữ nhiệt bên trong á, rất là đẹp. Em này 50-60 cân. Không có đâu, đấy là 24 đấy. 244. Có 244, có 24 chị ạ. Em này các chị 50-60 cân nhá. Tay có phối này, 150, mã số 200. 150, mã số 200 cho em nhá. Ôi ôi. Được của nó luôn hả? Đây, cái dây của nó đan như này nhá. Em này các chị 50-60 cân. Phần cổ qua này nó như này. Đó. 50-60 cân nhá, dưới 60 cân này. Em này mức giá của nó 150, mã là 181 này. 150, mã là 181 cho em này. Con này còn đẹp hơn là di len nhiều các bà nhá. Chị ơi, tay chị chuông này. Chị nhá, con chốt luôn đấy nhá, rồi chị cho bà nhá. Chị triệu hoàn từ đầu là tưởng cách cũ chốt dữ liệu. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 57 cân nhá. 150 mã là 186 này. Áo đang mặc không bán đâu chị ơi, đấy là váy mã 186 ạ. À, mọi người đây, cho em len họa tiết này. Chất của len nó là len sợi nhá mọi người nhá. Con này nó là sợi cừu thô đấy mọi người ạ. Sờ nó sẽ không êm tay đâu. Đây này, phi size nhá. Em này 50-60 cân, sợi cừu thô nhá mọi người, phải mặc với sơ mi bên trong mới mặc được. Em này giống như kiểu len họa tiết của bọn Nhật ấy. 50-60 cân ạ. À. Em này 150, mã là 326. 150, mã là 326 cho em này. Tiếp theo nhá, mọi em hút đi. Hút đi nhá, đẹp lắm. Em này các chị 50-60 cân tiếp này. Hút đi nhá, 50-60 cân, dưới 60 cân nhá. 150, mã là 225. 150, mã số là 225 cho em. Chị Tuyết Minh Nguyễn 57-63 cân nhá, dưới 63 cân này, quả chám ạ. 150, mã số là 20. 150, mã số là 20 cho em nhá mọi người nhá. Đây ạ. Đẹp quá, chỉ size S thôi này. 40-50 cân họa tiết Burberry nhá, con này có mắt đang hoàng luôn. Có thể mắt trong ạ. Có thể mắt trong ạ, dưới 50 cân nhá. 150, mã số là 183. 150, mã số là 183. Đậu Thanh Nga. Tiếp theo, một em len mỏng họa tiết Gucci nhá mọi nhá. Em này cũng size S thôi, dưới 50 cân rồi. 120 nhá, 20. Mã là 829 cho chị Kiều Mai Phương. 120, mã số là 829 cho em nhá mọi nhá. 120, mã 829 này. Kẻ nhá mọi ơi, 50 cân quay đầu rồi. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150, mã là 158. 183 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Sweater ạ. Sweater, con này oversize rộng nhá. Các bạn trẻ là mặc đẹp, phối màu đẹp luôn. Phi size nhá, mặc form rộng cho em này. 150, mã là 376. 150, mã số là 376 cho em này. 829 cho chị Nguyễn Huệ. Màu xanh đẹp quá. Em này các chị dưới 52 cân rồi, 4752 cân nhá. Dưới 52 cân ạ, 150, mã là 138. Nguyễn Huệ có dấu cái avatar màu lá xanh. Phối màu. Size S. Em xin chỉ đi số lại chị ơi. Size S thôi mọi người ơi, S và M nhỏ dưới 52 cân này. 52 cân quay đầu mặc đẹp, 150, mã là 375. 375 cho chị Cam Lê Đào. 150, mã số 375. Cặp đẹp chưa? Size 50-55 cân. 138 cho chị An Nhiên Phạm. 50-55 cân nhá. 150, mã là 134. Ô kiểu vào hay sao ấy? Các cụ hô to thế. 138 chị An Nhiên Phạm. Đây, con này nhá, cổ nó như này ạ. 375 cho chị Hằng Thủy. Đẹp chưa? Em này 50-60 cân nhá, 150, mã là 780. 150, mã số là 780 cho em nhá. Một em len cái này là dành cho các chị có cân nặng 65-70 cân. Chất len vừa phải, không dày, không mỏng. Chị Nguyễn Huệ. Bởi vì là size to hẳn nên là làm cho các chị có cân nặng size to kiểu mặc cái đôi bị to ấy. Cái này mà dày là không được. 65-70 cân nhá, 150, mã số 3. 150, mã số 3. Cái gì? Màu đỏ. Màu đỏ á? Tim nhá. Màu đỏ này cái gì? Chuyện thì chỉ số này chị ơi.
Chị Áng Anh mới cho em xin thông tin nhé, con này có bèo cổ 78 không cho chị Giáp Thanh Hương. Em này 50, 55 cân, dưới 55 cân nhá, 150, mã số là 107 này. Đỏ này ấy. Tay của nó đính đá nhá mọi nhá. Size M 48 đến 55 cân. Kiều Mai dưới 55 cân, 150, mã là 237. 150, mã 237. Tiếp theo em đỏ này cái gì? Nào, lên một loạt đỏ các bạn nhá. Con này có đan dây ạ. Đẹp chưa? Chất len thích lắm. Em này 48 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá. 150, mã là 236. 107 cho chị Tâm Ninh. 150 mã 236 cho em này. Tiếp theo một em này nó là len lông thỏ nhá mọi nhá. 107 cho chị Hằng Thủy. Mọi người nhìn nào. Cho lại chị Hằng Thủy. Chỗ này là vườn viền nó đính đá ở đây này. Mọi người nhìn nào. Áo len lông thỏ nhá, 48 đến 55 cân. 150, mã là 245. 237 chị Đào Hải Dung. 150 mã 245. Một em len mỏng nhá. Em này là hoodie len mỏng. Em mua lấy 120 nhá. 50 60 cân. Dưới 60 cân ạ. 120.000. Mã số em này là 23. Cái gì? Đây một em len mỏng tiếp này. Miền Nam và miền Trung đều ok. Size M là mặc đẹp nhá. Ôi dồi ôi, mọi người mặc với một cái quần jean ý. Đẹp cực luôn, đi dép cao lên. Nhìn khỏe cực kỳ luôn và đẹp ạ. Em này các chị size M nhá. Em này 120, mã là 175 này. Chất vừa phải, không quá dày. 120, mã 175. Ôi đẹp quá này, đính đá nhá. Đẹp quá. Em này các chị size M 48-55 cân đính đá nhá. 150, mã là 110. 150 mã là 110 cho em. Tiếp theo em lên mỏng tiếp này. Con này của nó là dáng kiểu hoodie, rất đẹp luôn. Chị Đinh Bảo An. Free size 50-60 cân. Dưới 60 cân nhá. Em này 120, mã là 291, dáng cánh rơi, rất đẹp luôn. 120 mã là 291. 120.000 mã là 291 cho em nhá. Da beo. Tiếp theo này. Con này đẹp thật sự luôn. Em này các chị size M cho em nhé. Con này nó không biết mác của nó nằm ở trong hay ở ngoài này. Nó không, đây, con này là mác ở ngoài đấy ạ. 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân này. 150, mã là 115. 150, mã là 115. Một em áo len cộc tay siêu hiếm nhá. Con này lấy các bạn 100.000 thôi. Các chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân nghe em lấy con cộc len cộc tay đi. Trời ơi, mùa thu hoặc sang xuân mọi người mặc cái con này quá đẹp luôn. 55 đến 60 cân ạ, 100.000 em cộc tay này nhá. Mã là 249. 290. 291 chị Kiều Trinh. Đẹp thế này. Con này vừa phải không quá dày nhá, dáng rộng. Em này các chị S M cho em ạ, chùm mông S và M nhá. 120, mã số là 269 này. Chất mỏng thôi. Chất mỏng vừa phải nhá, không phải mỏng tang mỏng tàng đâu các bạn nhá. Tiếp theo này. Cho chị Biển Mùa Đông. Em này nhá, chị Đào cân nặng 50-60 cân nhá. Chất của nó bạn Tường ạ, dưới 60 cân nhá. 150, mã số là 161 này. 150, mã số là 161 cho em. Chất dày bịch luôn. Em này cổ tim size M nhá, 48-55 cân. Dưới 55 cân ạ, 150, mã là 719. 150, mã số là 719 cho em nhá. Đây, mọi người lấy con này đi này. Quá là đẹp luôn. Mọi người nhìn nào. Từ tay nhá, chỗ này viền này. Đó. Em này size M chuẩn tiếp này. Chuẩn M nhá, 150, mã là 369 ạ. 150 rồi. Mã số là 369. 161 cho chị Hà Trần. 369 nhá mọi nhà. Tiếp theo Hà Trần không giấu. Em này dáng chùm mông nhá. Dễ mặc, chất dày đẹp. Em này 47 đến 55 cân. Cho chị Hà dưới 55 cân nhá, 150, mã là 366. 150, mã số là 366. Hà Giang Habico 719. Mắc lụa này. Size chuẩn S rồi, 40 50 cân nhá. Dưới 50 cân. 719 à. 719 của chị Hà Giang Habico. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 150 mã là 292. 299 cho chị Trần Hải. 150 mã là 292 cho em này. Chất đẹp quá. Con này size L cho em nhá. Chất len cừu đấy ạ. 55 đến 60 cân nhá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân ạ. 150, mã số 39 này.
150 mã số 39. Có dấu không? Có, đầy đủ. Văn phòng rất đẹp luôn. 366 cho chị Lê Huyền. Con này len kiểu cho mọi nhá, 50-60 cân này. Tay của bác tay rộng đấy, tay vuông như này. 60 cân quay đầu mặc đẹp, chỗ này có cắt xẻ nhá. Cách điệu rất đẹp luôn, dưới 60 cân nhá. 150, mã là 205. Lê Huyền không giấu. Len cổ lọ này, đẹp quá. 50-60 cân nhá, cái màu này đỉnh luôn. 39 chị Giang Đàm. 50-60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. 150, mã là 263. Đăng ký vào. 292 chị Phạm Thị Ngọc. Chị lấy có mỗi anh thọ ngồi này. Bất chấp rồi. Không phải, tại cái máy ở trên ấy. Ô, con này có mắc muộn ấy ạ. 292 chị Phạm Thị Ngọc. Size to cho em này, 60-65 cân một con này. Cổ của nó cổ 3 phân nhá. Chất len đẹp, len ngang đẹp. Lông cừu 50% đây này. Mọi người nhìn nào, xịn mà. 60-65 cân nhá, như em này em lấy cái. Dưới 65 cân nhá. 263 chị em lấy luôn. 150 mã 102. 150 mã 102 nó đẹp một cái chất đấy các bạn. Ui con này nhá, lông của nó lông thật này. Mọi người nhìn chưa? Muốn em cáo đuôi lông thật nhá. Em này size M 48 đến 55 cân nhá. 150 mã là 145. 150 mã là 145 cho em. Tiếp tục ạ. Size 50-60 cân mọi người ơi. 50 đến 60 cân nhá. 150 mã là 182. 182 cho chị Bão và Bão. Ừ chị ơi, chị em mình mặc cái con đấy thì quá đẹp. Em này của em cổ bình thường thôi nhá. Em này gọi là len giữ nhiệt bên trong này. Lấy 120 nhá. Chị nào cân nặng 45 cho chị Tùy Duyên. Ơi. Bão và Bão là 102. 145 chị Tùy Duyên. 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này. Em này 120, mã là 151 này. 120 mã 151 cho em này. Ui đẹp quá. Con này là cách điệu nhá, chị nào mà có style này, mặc với sock lên này, xong mọi người phối đai vào này. Em ơi, đỉnh luôn. Các bạn size M là mặc con này rất đẹp. Size M nhá, 150, mã là 153. 150, mã là 153 cho em. 150.000, mã số là 153. Tiếp theo nha. Chất len đẹp chưa? Con này Việt Nam hay nữ này? Nữ ạ, cánh rơi của nữ ạ. Một em sweater phi size của nữ nhá mọi nhá. Chị nào thích mặc oversize thì cứ lấy ra. Còn nếu để vừa là phải 60, trên 60 cân nhá. Trên 60 cân mới vừa em này. Còn không thì mọi người mặc phi size rất đẹp ạ. 150, mã là 801. 150, mã số là 801 cho em nhá. Tiếp theo 153 cho chị Hà Trần. Em này các chị size 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân này. Chất len của nó đây ạ. Cái là len hàng gạo rất đẹp. Dưới 55 cân nhá. 150, mã số em này tay suông nhá. Mã là 327. 150 mã số là 327 cho em. Cổ 3 phân rất đẹp luôn này. Ui, bà ơi. Em này các chị 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân. 150 mã là 309. 150 mã số là 309 cho em này. Tiếp theo một em cũng là dáng kia nhá, tay của nó tay rộng như này này. Đó, chất len dày ạ. Em này 48 đến 55 cân nhá, 150 mã là 142. 150 mã 142 cho em. Tiếp theo, một em màu len màu vàng cổ 3 phân nhá. Em này S và M 47 đến 55 cân. Huyền Trang. Dưới 55 cân nhá, 150 mã là 235. 150 mã là 235 cho em. 327 cho chị Giang Đàm. Em này nhá. Chị các chị nữ nhá, dáng như kiểu sweater mọi người, chỗ này có đan dây này. Em này các chị size M là đẹp nhất ạ, chuẩn M nhá. 150 ạ. Mã số em này là 317. Đây, con này đẹp chưa? Chất dày đẹp lắm này. Phối màu đẹp nhá. S và M 150, mã là 270. 150, mã số là 270 cho em nhá. 150, mã 270, các chị size to nhá. Em này 60, 65 cân. 235 cho chị Huy Nghị. 60, 65 cân ạ. 150, mã là 277. Tăng
lên đi, chân bẹt rồi. Em này các chị có cân nặng size tầm 48 đến 55 cân nhá. 27 mét tua rua nhá. 120 mã là 315. 120 mã là 315 thế này. Tiếp theo mà em họa tiết rất là đẹp luôn này. Con này màu tây quá. SML đều ok á. SML đều mặc đẹp ạ. 150 mã là 281. 114 chị Trần Thị Hồng Thu. 150 mã số là 281 cho em này. Ui lên đẹp quá. Con này của nó chất len của nó là len cừu à, len trồn ngắn nhá, không rụng lông này, rất đẹp luôn, len trồn ngắn nhá. Em này các chị size SML ok luôn, phi size dưới 60 cân nhá. 150 mã là 139. 150 mã số là 1381 cho chị Nguyễn Thúy. SML cho em nhé mọi người. S và M mặc đẹp nhá, 120.000. Mã số em này là mã 809. 120 mã số là 809 cho em nhá. Em này là một em chất len nhưng mọi người sẽ không thể tưởng tượng đâu bởi vì nó là len hai mặt. Dẹp rất đẹp cái này theo nhá mọi nhá. 139 cho chị Mỹ Lệ Nguyễn. Ô, đi thế à? Hả? 48 đến 57 cân nhá, dưới 57 cân này, 150 mã là 306 này. 109 cho chị Bùi Hằng, 150 mã 306 nha. Tiếp tục nhá. Màu tây chưa? Màu siêu tây nhá mọi nhá. Ui, con này đẹp lắm, con này giống con gilet của em nhá. Chỗ này có mic. Có mic cái cúc ở đây này, giả thôi. Nhưng mà cái này các chị S và M dưới 52 cân nhá. 150 ạ. Mã số em này là 351 này. 306 chị Hà Nguyễn. Đây con này này. Đấy, còn 3. Mặc luôn rồi. Còn 3 giây nhá. 150 nhá. 351 cho chị Hoàng Huyền Trang. Dáng này nó rất là dễ mặc nhá mọi người nhá. Thì em này chị này, này ông dáng này mà mix với chân váy xinh đã man luôn các chị ơi. Thoải mái SM nhá. Anh làm lệch đấy. Xin cho anh. Ủa, sao tắt nhỉ? Dây nhá, cái dây truyền tín hiệu. Rồi. Đấy, lại được. Nhanh nhanh nhanh. Em này chị nhá, em này nhá. Thoải mái SM này, 45 thầm độ 55 cân mặc vừa thì em này cho em luôn này. Bán em này 150.000 chốt cho em mã số 14. 150.000 chốt cho em mã số 14 cho em khoác nhá. Em màu này đi, họa tiết đi. Họa tiết là phải lấy ngay đúng không bác? Không phải suy nghĩ nhiều. S cho em, chuẩn S họa tiết này, 45 đến 50 cân. 45 đến 50 chất tanh và mịn dã man cho em mọi người nhá. 150.000 mã số là 105 cho em luôn này. Mã số là 105 cho em luôn. Ai vậy thì đang cổ cao lên em này cho em luôn này. Ơi, họa tiết như mochino mọi người ạ. Họa tiết như mochino cho em này. Em này nhá, len kiểu len hạt gạo cho em này, đính đá hết cho em. Cái cổ này của nó đâu. Nó chỉ là kiểu cổ trụ thôi nhá mọi người nhá. ML cho em cứ dưới 60 cân mặc vừa em này. Dưới 60 cân mặc vừa em này cho em luôn này. Bán em này chỉ với giá là 150. Chốt cho em mã số là 336. Mã 336 cho em luôn. 305 cho chị Thùy Dung Nguyễn. Họa tiết thì quá đẹp bác. Họa tiết chứ họa tiết là phải lấy ngay rồi. Họa tiết kẻ như vậy nữa. Em này bác nào size to thì lấy đi ạ. Khoảng tầm độ L, XL mình size to để em này rất là gọn người cho em luôn. 55 đến 65 cân mặc cực kỳ gọn người này. Bán em này 150 mã số là 259. Hút đi có cả mũ cho em nhá. Mã 259 dáng kẻ. Mã 259 rồi. Cổ cao đi rồi ạ. Cổ lỏng phải quất ngay cho em luôn. Mình phối với áo dạ này, áo phao này hay kể là quàng khăn mọi người nhá, đều rất là xinh cho em luôn. 45 tầm độ 53 cân mặc vừa em này. 45 tầm độ 52 53 cân nhá, dáng hơi hơi đuôi tôm nhẹ. Cái màu này là màu cái nâu cam rất là tôm da cho em. 150.000 mã số là 330. Cổ lọ cho em luôn này. Mã số là 330 cho em luôn các bác nhá. Mã 330 cho em đi này. Không cho em. Đây, họa tiết đi. Họa tiết hơi hơi kiểu dằn di một chút xíu chị này. Hơi hơi kiểu dằn di một chút nhẹ này. Em này thì dáng hơi vai rơi. M và L 53, 57 cân mặc vườn em này. 53, 57 cân. 150 mã 311. 150 mã 311 này. Em này nó mix với sơ mi thôi rồi các chị ơi. Năm nay hot, đang hot trend kiểu bán cái cổ sơ mi giả để mặc em này. Trời ơi nó đẹp lắm mọi người ơi. SM 48 tầm độ 55 cân. 150 mã 359 cổ V cho em này. Mã số là 359 này. Và tiếp theo ạ, à, có mũ. Em này là giá hoodie cho em nhé mọi người nhá. Giá hoodie cho em màu xanh này. Em này 45 tầm độ 53 cân mặc vừa em này. 336 chị Việt. 45 tầm độ 52, 53 cân cho em luôn. Hoodie có mũ nhá, ai mặc được bất kể là già, trẻ mặc hết cho em luôn. 150 chốt cho em mã số là 239 cho em luôn này. Mã số là 239. Hoodie thì quá dễ mặc cho em luôn các bác. Ôi, mít bầu.
Mic màu này thì cực kỳ đỉnh cao cho em ơi. Mic màu này cực kỳ đỉnh cao nhá. Chất len lông cừu, nhìn rõ cả từng sợi lông cừu cho em luôn mọi người. Em này ạ, à, SM 45 tầm độ 55 cân. Phối màu cho em này, 45 đến 55 cân. Bán em này chỉ có thể chỉ với giá là 150.000 nhá, chắc chắn là đanh nhá. 150 mã 724. 150 mã 724 cho em luôn này. Đây rồi. Cổ lọ cổ cao rồi. 239 chị Hồng Phong. Ai cần cổ lọ đâu ạ? Nhưng em này thì mặc lên ấm dã man. SM L đều vừa cho em nhá. Cái len nó là hạt gạo, chị nhìn rõ không? Đây là hạt gạo này. Cái màu là màu vàng chanh nữa các bạn, nên nó rất là dễ phối đồ. 150 mã số là 178. 150 chốt cho em mã số là 178 cho chị Hồng Phong. Kẻ quả chám ạ. Riêng nhá, kẻ kiểu quả chám cũng vậy nhá mọi người nhá. Ai nên có một chiếc bởi vì sao? Vừa dễ mặc, vừa dễ phối đồ cho em. Mặc cái chân váy cũng xinh này, mọi người mặc cái quần bò hay là kể cả em quần đùi ra đi bốt rất là xinh cho em luôn. Mix sơ mi được mà không cũng được. Chất nó tanh dã man cho em này, hơi to một chút xíu, size S hơi bị rộng ạ. Size M cho em này đẹp nhất. 50-57 cân cho em là cực kỳ đẹp luôn. 150 mã số là 329 lên ép chỉ nhìn này. Theo chất quả chất nó này. Đẹp chưa? Mã số là 329 cho em, chỉ 150 thôi, mã 329 cho em này. Đây tiếp ạ. Lên mà em dáng cổ lọ cho em nhá. Em này màu là màu muối tiêu cho em này. Một em cổ lọ màu nó hơi hơi kiểu màu muối tiêu một chút xíu. 45 đến 50 cân. Mic tua rua nhẹ nhé mọi người nhá, mic tua rua nhẹ này. Dáng áo khăn 45 đến 50 cân, 150 mã 825. Mã số là 329 hoài phạm. Họa tiết đi ạ. Họa tiết này không phải nhí luôn á chị ơi. Không phải họa tiết, nó kiểu họa tiết thêu họa dệt nhá mọi người nhá. Nó là ấy trực tiếp đây các chị này. Nó dệt tiếp áo không phải là thêu nhá mọi người nhá. Em này ạ, 50 năm không phải từ 53 60 cân cho em nữa nhá. 53 60 cân này, cái màu của nó hơi hơi màu của màu nước ảo và phối màu. 150.000 chốt cho em mã 111. Mã số là 111 này. Trời ơi, em này mặc lên thì gọi là trẻ ra vài tuổi các bạn ơi. 329 cho chị Lộc. Cái màu dễ phối này, chất thì cầm cực kỳ là chắc tay cho em luôn á. SM 45 tầm độ 55 cân, dáng hàn nhá, dáng tay hơi hơi kiểu tay suông re re mọi người. Dáng hàn. 150 chốt cho em mã số 32. 150 chốt cho em mã số là 32 cho em các bác này. Mã số là 32 rồi, cổ lọ cho em ạ. Cổ lọ em khuyên mọi người nên lấy nhá. Cứ cổ lọ các chị lấy cho em bất kỳ cái màu nào. Vì lúc nào cổ lọ phối lọ rất là đẹp luôn này. Em này nhá, chất lông cừu phần trăm cao này, nhìn rõ cả từng sợi lông cừu cho em. Đó. 45 tầm độ 55 cân. Mặc lên nó nhẹ mà nó ấm lắm mọi người nhá. Càng lông cừu nhiều thì nó càng nhẹ. 45 tầm độ 53 quay đầu. Bán đêm này 150 mã số là 712. 150 chốt cho em mã 712 cho em luôn này. Kẻ caro đi ạ. Kẻ caro thì cực kỳ dễ phối, họa tiết là còn theo của em các chị nhá. Họa tiết theo bên viền ngoài cho em luôn này. Cầm rất là nặng tay, size L. 55 đến 60 cân mặc với những em này, chất dày và đanh. 55 đến 60 cân, 150 mã số là 210. Mã số là 210 cho em nha các bác nha. Em này không phải cổ cao đâu ạ, nó chỉ là kiểu cổ khoảng 3 phân cho em mọi người nhá. Một em cổ 3 phân này, họa tiết kẻ ngang, kẻ nhỏ chị 712 cho chị rắn béo. Em này nhá, cái gần như là cái len của nó lên lên đan máy mọi người, lên móc ấy. 53 57 cân nhá. 53 57 cân này, 150.000 mã số là 360. 150.000 mã số là 360. Trời ơi. Hàng hiệu của Sơmi. Hàng hiệu của Sơmi nhá, nó có ở dây quai loáng hiệu cho em luôn này. Cái màu này bên ngoài của nó là màu nâu à, màu kiểu hồng cam đào mọi người. Rất là tôn da cho em. Tem mác nó ghi là size S này. 45 đến 50 cân nhá. Cái màu của nó bên ngoài nó là kiểu là hơi hơi kiểu có một chút như kiểu là gọi là tuyết tuyết ấy mọi người. 45 đến 50 cân quay đầu mặc vừa em này, chị này nó là kiểu len nhung rất đặc biệt luôn, cực kỳ hiếm có. 150 mã số là 254. 360 chị Minh Anh. Đã 254 này, em này đẹp chưa ạ? Dáng của nó hơi hơi kiểu cổ trụ nhá. Dáng cổ trụ nhá, em này thì mặc quán cực kỳ thoải mái, SML đều vừa. Cái màu xanh này rất là tôn da, xanh kiểu xanh cô ban nhạc. 150 mã số là 273. 150 mã số là 273 cho em. Em mới mong đi để cho tiếp. 50 tầm độ 55 cân cho em. 50 55 cân nhá, em này thì nó rất rất là dày này. Nó là len ép cho em được các bác ạ, len ép quá 4 chiều. 150.000 mã số là 176. 150.000 chốt cho em mã 176 cho em luôn này. Một em len kẻ đi. Một em len kẻ 45 tầm độ 50 cân. 45 đến 50 cân mặc với em này. 150 trời ơi, cái em kẻ này màu đẹp mà chất cũng đẹp cơ. 150 mã 156. Cái màu nâu sô cô la như vậy thật sự rất là khó kiếm nhá mọi người nhá. Mã 156 cho em luôn này. Đây, hàng của Hàn chị ơi. Em bảo rồi nhá, cứ Korea và Japan chị lấy luôn cho em, quất luôn cho phải nghĩ nhiều. Em này ạ, M, L và XL. Ai dưới 65 cân mặc vừa em này. Nó là form dáng visor không sợ bị rộng luôn nhá. 150 mã số là 223 cho em. 156 cho chị Thu Trang Phá. Mã số là 223 giúp em này. Kẻ đi ạ. Một em màu xanh sáng S45 tầm độ 53 cân, hơi crop top nhẹ này. 150.000 mã 704 cầm xanh cực kỳ. Em này tiếp chị này. Em này nhá, len của nó len đan gạo chị ơi.
lên hạt gạo cho em này, giả khối sơ mi ở cổ và ở phần gấu này này, đó giả khối phông với sơ mi 45 tổng độ 53 quay đầu, chất có ăn 4 chiều cho em, 150 mã số là 118, 150 mã số là 118 cho em luôn. Riêng màu đen các chị nhanh tay nhé, bởi vì sao, thường thường cái kiện này nó rất là ít màu đen, đa số là màu sắc nhiều, các chị nhắc đen rất là hiếm, nhưng mà đen thì ai cũng cần có một chiếc mọi người nhá, ai mặc đen cũng đẹp hết này. M L X L dáng dài em này hơi trùng mông này, mặc với quần chân váy nhẹ em được này, hay mặc dấu quần cũng học sinh. 3 cho chị S, M, L đều vừa cho em mọi người nhá. Crop top thỉnh thoảng có vài em mọi người. 150 mã số là 314. Mã 314 luôn này, màu đỏ này. Nhưng em này mọi người phối cả sơ mi lên cho em đảm bảo đẹp luôn. Thực ra là mặc không cũng được nhưng em khuyên mọi người nên phối sơ mi nhé mọi người nhá. S và M nhỏ, 48 tổng độ 52 cân. 150 mã số là 136. Cổ ti như vậy rất là trẻ trung cho em luôn này. Mã số là 136 cho em luôn. Ôi, sao mà đẹp này mọi người? Đẹp thế này thì còn từ chối cái gì nữa? Cho bé mà không bán đấy chị ơi. 50-57 cân, 50-57 cân mặc vừa như em này cho em này. Dáng kẻ cực kỳ dễ mặc các chị nhá. Kẻ ngang nhẹ nhàng thôi. 150.000 mã số là 146. Mã số là 146 này. Đó là cái hạt gạo cho em ở nhà, nhìn chất len hạt gạo này, đỉnh chưa? Đây. 136 chị Quỳnh. Len lông hạt gạo lại còn hơi muối tiêu mà chất nó rất là dày. L 55-60 cân mặc vừa em này. 150 mã số là 298 giúp em. 298 cho em chị Mạnh Thuở. Em này chắc phải nặng 2 cân mọi người ạ. Cầm rất là nặng tay ấy mọi người nhá. Len càng dày càng nặng thì nó lại càng chắc chắn cho em. Len của Len ép rất là dày dặn cho em luôn này. Em này ạ, M 146 cho chị Ngọc Lê. 50 nó chắc là dày lắm, phải nặng 2 cân luôn. 50-55 cân, 150 mã số là 108 cho em. 150 chốt cho em mã 108 này. Kẻ ngang ở riêng kẻ các chị lấy ngay. Nếu là em nó riêng kẻ cho em lấy ngay, quất ngay cho mọi người luôn các chị ơi. M, L, X, L này. Em này dáng hơi tay chuông và dáng hơi vai rơi nhẹ. Cứ dưới 63 cân mặc với những em này cho em được. 55 hot trend như kiểu dáng rộng, mình nên lấy những em dáng rộng này mọi người phối đồ cho em nhá. 120.000 thôi, không quá dày này. Len lông cừ 120, mã số là 164. Mã số là 164 cho em các chị nhá. Cái em này mặc đi Noel thì quá tuyệt vời chị ơi. Họa tiết hình mông tuyết này. Len áo màu nâu và tay xòe đi em à. Cho chị, các chị nhìn dãy nào vậy. Em này các chị nhá. Em này các chị này. Em này nhá, họa tiết thể kiểu hình bông tuyết cho em luôn. Em này cái len của nó là kiểu len Nhật đấy mọi người. ML 50 60 cân này. 50 60 cân mặc vừa những em này. 150.000 mã số là 160. Mã số là 160 em này đúng chị ơi. Em nâu này không? Đây, em nâu này không? Tay em này kiểu Hàn này. Đây em này các chị này. Đây em này không ạ? Tay em này hơi kiểu cắt điệu cánh hoa cho em nhé mọi người nhá. Cổ tim dáng hơi kiểu ô xạ, hơi kiểu bay dơ một chút. 45 tổng độ 55 cân này. Đây crop top đây. 45 đến 55 cân nhá, màu nâu cà phê cho em. 150 mã số là 368 cho em luôn này. Mã số là 368 cho em nhé mọi người nhá. Mã 368 này, em này cực kỳ dễ mặc rồi. Thì em dáng này vô cùng dễ mặc. 359 chị Minh Nhật Hoàng. 40-50 cân này. 40-50 cân nhá, có theo cho em. 150 mã số là 141. Mã số là 141 cho em các bác nhá. Chị Minh Tâm Hoàng. Đây, màu này không đẹp thì hơi phí luôn. Em này ạ, SM 45 tổng độ 55 cân, mặc rộng chút xíu này, xong rồi mic eo này. 45 đến 55 cân, cực kỳ tin nhá, dáng crop top này. 150 mã số là 124. Hôm nay em len nào cũng là lông cừu hết mọi người nhá. Em nào cũng đều là lông cừu hết cho em luôn, chứ không em nào không cả. Em này size to cho em các chị này. 368 cho chị Mỹ Lệ Nguyễn. Mặc thành dáng trùm mông mọi người. S, M, L, X, L vừa. 150 mã số là 192, màu đen cổ tim. Dáng trùm mông nhá. Mã 192 cho em luôn này. 141 cho chị Hà Nguyễn. Những cái giá mà crop top người. Mặc lên trông rất là cao đấy mọi người. Trông kiểu nó gọi là nó kiểu trông chân nó dài mọi người. 40, 50 cân này. 124 cho chị Trà Mi Nguyễn. XS và S 40, 50 cân nhất là các chị nào thích mặc thêm cái cổ sơ mi thì tuyệt vời cho em luôn. 150 chất banh bị cực kỳ, mã số là 282. 150 chốt cho em mã số là 282. Này lông cừu chị này. Nhìn rõ cả sợ lông cừu cho em các bác này. Đó. ML 53 60 cân. Tôi chị Mai Ngọc Tuyên. 53 60 cân này, 150 mã số là 715. Mã số là 715 cho em luôn nhá. Hai màu đen và vàng. Là hai cái màu mọi người rất nên lấy, đen và vàng và đỏ và vàng rất là đẹp luôn mọi người. Nhưng em này thì size nhỏ lắm, trông như vậy nhưng mà chỉ size S thôi. Chị Mai Ngọc 45 đến 50 cân và hơi đen chuông một chút xíu nhá. 45 đến 50 cân. 150 mã số là 219 cho em, đen vàng. Mai Ngọc Tuyên đi bóc luôn xuống tại địa chỉ. Mã 219, trời ơi cái quả lông cừu này thì thôi xuất sắc các chị ơi. Em nào mặc lên thì chất phát ngất luôn này, đằng trước của nó nhá là kiểu bạn thường nhé mọi người. 282 chị Lê Ngọc Diệp. SM 48 tổng độ 55 cân kiểu bạn thường cho em nhá. Nó rất là nét luôn. 150 mã 812, mà cái màu mặc lên nó trắng da cực kỳ cho em. Mã số là 812. Cổ lọ thì chị Mai Anh Đào. Cổ lọ thì phải lấy ngay, phải suy nghĩ nhiều cho em này.
SM 45 tầm độ 55 cân giá hơi tu rồi áo khăn. 100 em thường phải hơn 150 bởi vì em là dạng áo khăn giá sẽ cao hơn nhá. 150 mã số là 706, có mỗi hai em này bán nốt bằng giá này thôi chứ nếu không có đâu. Mã 1 106. Mã 706 cho em này. Đây những họa tiết như vậy thì nhẹ nhàng chị này. Một em họa tiết cực kỳ nhẹ nhàng. 812 chị Nguyễn Vân. Cái màu cam nó không quá chóe mọi người, mặc rất là vừa phải thôi. 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân 150 mã 726. Mã 726 150 cho em luôn này. Cổ cao khoảng tầm độ 3 phân nhé mọi người nhá, cổ trụ rồi. Em này 45 tầm độ 55 cân, mặc lên rất hay này, hơn khơi cánh rơi này. 45 đến 55 cân 150 lên hạt gạo. Mã số là 336. Mã số là 336 cho em luôn nhé chị nhá. Mã 336 này trời ơi đây, cổ lọ biết đây. Cổ lọ cho em luôn này. Nhìn nó phê chưa? Cổ lọ cho em nhé mọi người nhá. Em này size S rồi, 45 đến 50 cân thôi. 45 đến 50 cân nhá. 150.000 mã số là 275. Mã số là 275 cho em luôn. Dáng kẻ này. Em đã bảo rồi, cứ kẻ lấy cho em. Cầm cực kỳ nặng tay, em này nặng chắc phải đến tầm 1 cân rưỡi mọi người, hơn 1 cân cân rưỡi luôn mọi người, rất là dày dặn cho em luôn này. Em này nhá, dáng kẻ sọc dọc, chắc là mình cảm giác mình cao hơn mọi người, mình rất là gọn cho em luôn. M và L 53 60 cân, bắt là size to nhìn tay này. 53 60 cân, 150 mã 147. Đang đánh Trần Thi. Chất đanh dã man cho em này, cái màu này các chị nhá. Trần Thi bóc địa chỉ để chốt tiếp dùng chốt tiếp. Em này các chị này, nhiều chí mọi người, Trần không biết. Trần Thi bóc địa chỉ. Cứ tưởng những cái màu rất là kén ra không hề nhá mọi người nhá. Em này không hề kén ra đâu mọi người ơi. Mặc lên đẹp lắm mọi người ạ. M 50 tầm độ 55 cân. 50 55 cân này, 150 mã số là 180. Không hề kén ra như mình nhá mọi người ạ. Mã số là 180 cho em nhá mọi người nhá. Này tiếp màu đen đi ạ. Màu đen này nó ghi là size S. Nhưng em này theo em là SM 45 tầm độ 55 cân vì nó là giá vai rơi cơ ạ. Cổ tim nhá, cổ tim trông rất là trẻ trung. 150 mã số là 256. Cổ tim trông rất là trẻ cho em mọi người nhá. 256 cho em, trời ơi cái màu vàng nó lên da thôi rồi. 180 chị em mặc màu vàng nhá. Cái màu vàng mọi người này nó vừa nổi da này, nó vừa gọi là kiểu nổi bật ấy mọi người. Mặc ở đâu trông nổi bật, màu vàng màu lỏng lỏng cũng là nổi luôn mà lại rất là dễ phối đồ. Tay chuông này, M và L thôi, 53 60 cân cho em. 53 60 cân này, mic tay hai bên cho em. 150 mã số là 350. 256 chị Nguyễn Nhật Minh. 350 cho em này, cái màu này mình nghĩ luôn. Em này nhá mọi người nhá, màu kiểu hơi cam đất. Màu cam đất cho em này, nó không bị quá chói nên hơi trầm trầm nhẹ mà rất là tôn da nịnh da. Len là len hạt gạo, họa tiết như Fendi ạ. 40 khoảng tầm 48 cân XS và S cho em thôi. 150 chốt cho em mã số 300. 150 chốt cho em mã số 300 thì là những dáng này mê điệu này. Không phải là kiểu hở vai mọi người nhá, nó sẽ hơi khoét một chút nhẹ nhẹ ở đây thôi. 350 chị Thảo lên. Em này khó em dám mặc mọi người xem luôn nhá. Em này mặc lên rất là điệu luôn mọi người. Nó sexy vừa phải. Đây nó sẽ như này. Đây như này các bác nhá. Nó sẽ kiểu như vậy này các chị này. Sexy vừa phải, nó không là quá là hở hang, rất là nhẹ nhàng này. Khoe bờ vai của mình. Em này ạ, 45 tầm độ 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân mà màu cũng rất đẹp nữa. 150. 150 mã số là 358 cho em. 150 mã 358 cho em này. Mic họa tiết thì ủi là nặng 2 cân đó chị ơi. Em này nhá, mặc hình dáng trùm mông này, SM, L, XL đều vừa. Cứ 65 cân mặc vừa em này. 150 mã số là 325. 150 mã số là 325 cho em các bác này. Màu xinh chưa? Cái màu này xinh dã man cho em nhá. SM 45 tầm 55 cân. Cái màu này của nó là kiểu hơi màu vàng ấy. Như Quỳnh. Dưới 55 cân mặc vừa em này, hơi dạng áo khăn nhá. 150 chốt cho em mã số 21. 150 chốt cho em mã 21 này. Nhưng em này mà phối sơ mi lên mặc chân váy thì thôi rồi các chị ơi. Trông là nó trẻ ra vài tuổi các bác nhá. Nhưng em này này, mặc đẹp dã man luôn. M và L 50 đến 57 cân này. 50 57 cân nhá mọi người, phối nhớ là phối sơ mi cho em, bác nào mà kiểu thích mặc sexy một chút này, em này không cũng được. 50 57 cân mặc với những em này chất đanh cực kỳ. 150 mã số là 721. 150 mã 721 cổ tim cho em luôn này. Đây cổ tim tiếp nhưng mà là màu cam. Màu kiểu nâu cam cho em mọi người nhá. Cảm ơn chị Hoàng Nguyễn nha. Cảm ơn chị Hoàng Nguyễn nha. Em này ạ. ML 53 60 cân. 53 60 cân mặc vừa em này, trời ơi cái màu cam nó xinh kinh khủng mọi người ạ. 150 mã số là 813. Mã số là 813 cho em luôn này. Màu này. 721 cho chị Bùi Hằng. Cái màu này nó là hơi hơi kiểu nâu cam chứ không phải là cam đâu. Nó sẽ hơi hơi pha nâu một chút mọi người. Họa tiết thì siêu cute lắm này. Ôi, họa tiết nó dệt trực tiếp vào áo nhá mọi người nhá. 45 tầm độ 52 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân. 150 mã số là 284 cho em. Mã số là 284 cho em nhá mọi người nhá. Cảm ơn chị Thu Hằng Nguyễn nha. Trời ơi, các bác hôm nay các bác không mua hàng cho em nhá. Vui. Chị kêu bảo đấy. Ở
mai nghỉ ăn sinh nhật thi. Em này chị này, trời ơi màu yêu chưa? Cái màu thực sự nó rất là đẹp nhé mọi người nhá. Nếu mà không mặc lên ấy mọi người, nhiều khi các chị đã không nhìn ra được da dáng, nó thấy nó cứ kiểu bùng nhùng ấy. Nhưng mà mặc lên thì rất là đẹp này. Em này SML đều vừa, dáng cổ vừa phải nhá. SML đều vừa, mặc rất là xinh cho em. 150.000, mã số là 178 giúp em. Mã số là 178 giúp em cho em mọi người nhá. Đây, áo dáng kiểu áo khăn này. Hơi áo khăn nhẹ này, mít cho em nhá, mít cúc này. Đó, mít cúc cho em khỏe lắm mọi người. Nhưng em áo len nó rất là dễ mặc. Cái dòng len nó cực kỳ dễ mặc, em nào mặc lên cũng xinh mọi người ạ. 40-50 cân nhá, 40-50 cân cho em lên dáng áo khăn này. 150, mã số là 354 cho em luôn. Mã số là 354 cho em luôn nhá. Những cái dáng basic này càng đơn giản thì càng dễ mặc. Nó có những em mà nó giống như là cho chị. Có những em mà họa tiết mọi người nó sẽ hơi khó làm một chút xíu nhé mọi người nhá. Nhưng basic này ai mà cũng đẹp hết. SM 45 tầm độ 55 cân. Cái form của nó phải rộng như vậy mọi người nhá. Mọi người đừng mặc chật quá này đâu. Chị bão vào bão. Những cái kiểu này mình phải mặc hơi rộng một chút thì mới đẹp. 45 đến 55 cân mix màu cho em là cái màu rất là nhẹ nhàng nhá. 150 mã số là 710. 150 mã 710 cho em luôn ạ. Mã 710 màu cam này nhẹ nhàng chưa? Cái màu cam này hơi hơi màu cam sữa nhá. Đây, hơi hơi màu cam sữa này. Em này ạ, à, S thôi. 45 đến 50 cân cho em thôi ạ. À. Tay tay chu nhẹ này. 45 đến 50 cân, bo tay và bo gấu. 150 chốt cho em mã số là mã số 13. 150 chốt cho em mã số là mã số 13 cho em luôn. Họa tiết Balenciaga các bạn này. Họa tiết Balen SML đều xinh luôn ý. 150 chốt cho em. Ai đều chung các chị luôn nhá. Mã số là 255. Họa tiết Balen này. Mã số là 255 cho em. Cái dáng basic như vậy thì lấy luôn phải nghĩ. Basic như vậy thì lấy luôn phải nghĩ cho em nhá. 40 50 cân đều vừa. XS và S. 40 50 cân len S lông cừu cho em luôn này. 150 chốt cho em mã số 36. 150 chốt cho em mã số 36. Chị Lê Hằng. Em rất là thích những cái màu kiểu kiểu vàng vàng chanh như vậy nhá mọi người nhá. Em cảm giác là bất kỳ ai mặc cái màu vàng chanh này nó là rất là tôn da. Và nó thường thường cái màu vàng này rất là kiểu rất hay những cái dáng mặc kiểu xinh xinh mọi người. Em này bạn này. Crop top cho em 40 hoặc 48 cân thôi ạ. 40 48 cân này đến đúng eo của em. Trông hách dáng cực kỳ luôn. 150 mã số là 817 giúp em. Mã số là 817 giúp em nhá mọi người nhá. Mã 817 này, màu kem đi. 36 chị Võ Thị cầm Trường. Cầm cực kỳ chắc tay cái chị này. Mic này. ML 50 60 cân. 50 60 cân mặc vừa những em này. 150.000 chốt cho em mã số là 822. Mã số là 822 cho em luôn này. Cổ lọ này. Em đã bảo rồi, riêng cổ lọ. Cho chị Lê Ngà. Riêng cổ lọ nhá. Ai mặc lên em đảo đẹp luôn. Mặc với cái đồ gì cũng xinh, chẳng hiểu tại sao lại thế luôn mọi người ạ. À. Em này nhá, cổ lọ mic tua rua. 45 tầm độ 53 thôi, đây là mặc vừa em này thôi. 150 chốt cho em mã số là 149. Mã số là 149 cho em luôn các bác nha. Mã 149 này, màu vàng đi ạ. Em này thì nó sẽ hơi hơi kiểu giá gọi là nhỉ, hơi hơi kiểu trẻ trung một chút xíu. Năng động cá tính một chút cho em này. Em này ạ, thoải mái S 40 50 cân. 40 50 cân này dáng hơi crop top cho em nhá, cut out 40 50 cân. 120 mã số là mã số 17. 120 chốt cho em mã số là mã số 17 cho em luôn này. Mã 17 cho em nhé. Ui đây. Chất mê chưa? Em này hơi mỏng một xíu này. Em này kể cả chị trong miền Nam mà em này thoải mái. 45 tầm độ 55 cân nhá, mặc ở trong Nam luôn ạ. Tay chuông cho em 120.000, mã số là 272. Mã số là 272 cho em luôn này. Len dày mịn cho em. 222 cho chị Nhung Trần. Ơi. 40 50 cân chị này, mix màu. 40 50 cân nhá, mix màu này. 40 50 cân. 150 chốt cho em mã số là 278. Mã số là 278 cho em luôn này. Màu vàng nhẹ. Cái màu vàng này nó là kiểu màu vàng lông gà con mọi người nhá, chứ nó không phải là lông màu vàng đậm đâu. Lông gà con cho em. Chị Thảo Lê. ML XL rồi 65 cân mặc vừa em này. 150 em có thể lông cừu nhiều dã man. Chất đẹp lắm, mã số là 810. Mã số là 810 cho em luôn này. Xanh rêu với chị này. Em này chị đua đũa nhá mọi người nhá. 50 tầm 57 cân chất này, em ơi xuống như thạch ấy. 50 57 cân, 150 chất dày mịn, mã số là 150. Chất hay lắm mọi người ạ. À. Mã số là 150 cho em luôn này. Mã 150 cho em màu đỏ đi. Lên một em áo màu đỏ dáng trùm mông nha các bác. Em hiện nay hot trend kiểu áo trùm bông mọi người. Cực kỳ hot trend kiểu dáng áo rộng rộng như vậy mọi người này. SML XL mặc càng rộng thì lại càng xinh và nó càng trend cho em nhá. 278 chị Nguyễn Nhật Minh. Cứ dưới 60 cân mặc quần những em này cho em luôn này. 150.000 mã số là 234 cho em. 150.000 mã số là 234 cho em luôn này. Đây, cổ tim đây. Những kiểu cổ tim như vậy mọi người phối với sơ mi. Ui,
Thấy luôn nhá, mình thấy lông cừu hơi dặm không? Nhưng em này không hề mọi người ạ. Mặc dù lông cừu nhưng rất là mềm, rất là dễ chịu, cho em mặc vào thấy sướng đó chị nhá. Mặc cho em rất là nhiều kiểu, một là cổ tin như vậy, hai mọi người mặc lệch vai cũng rất là ok. 40-50 cân nhá, 40-50 cân mặc với những em này, màu vàng nhẹ nhàng. Cái họa tiết này là trông mình nó giống như kiểu là bạn thường nhưng không phải nhá mọi người, họa tiết rẻ thôi. 150, chốt cho em mã số là 296 cho em luôn này, màu vàng. Mã số là 296 cho em luôn. Mã 296 cho em luôn này. Ôi, em này đẹp, sáng nay bác bỏ qua thử tiếp đấy. Này, em này là cái này, em ba len này các chị này phải lấy ngay cho em luôn á, bình em này là các chị phải tranh nhau lấy luôn chứ không phải để lại đâu mọi người ạ. À, chất lượng nó ok cực kỳ luôn, chị nhìn nhá, 234 như chị Phạm. Mặc dù là em này hàng xi đúng không mọi người, nhưng mà khi mà em mà mặc lên nó rất là đanh, nó rất là về chất, chị nhìn này, kéo này thoải mái về vị trí cũ đó. Bởi vì sao, chất nó cực kỳ xịn. Thứ hai là em này nó là dáng trùm mông, các chị mặc với còn đùi giang đi bốt lên cho em rất là xinh. 45 tầm độ 50 kể em này dưới 60 cân là vừa, 45 thì maximum 60 cân vẫn vừa, nhưng em này cho em được các bác nhá. Cái màu này nó cũng không quá là kém da đâu. 150.000 chốt cho em mã số là 255 cho em. Mã số là 255 nhé mọi người nhá. Mã 255 cho em luôn này, màu đỏ đi ạ. Một em màu đỏ, chất len ép siêu dày này. 45-50 cân, 45-50 cân cho em, cắt ao mic mic kiểu lệch vạt này. 120, mã số là 224. Mã số là 224 cho em. Mặc quả này Noel đúng rồi, đúng là quá đẹp quá ơi. Mặc quả Noel cực kỳ hợp lý nhá mọi người nhá. MLXL, cứ dưới 65 cân mặc vừa em này cho em mic màu này. Dưới 65 cân mặc vừa em này, 150, mã số là 214, đẹp lắm mọi người ạ. Mã 214 siêu đẹp chị rồi. Anh Nguyên em đẹp nha, hàng hơ hồn. Em này ạ, em này thì cái màu của nó là cái màu hơi hơi gọi là màu rêu đậm, à nhầm, rêu nhạt. M và L nhỏ, 53-57 cân, 53-57 cân mặc vừa em này cho em nhé mọi người nhá. Bán em này 150, chốt cho em mã số là 370. Mã số là 370. Chị Văn Lê. Có những em này thì đẹp tuyệt vời các này. Nhưng cái em nào ấy mọi người mà là càng họa tiết như vậy nhé mọi người nhá, thì mọi người càng nên lấy luôn ạ. Họa tiết này 45 tầm độ 53 cân, 45 tầm độ 53 cân này. Cái màu của nó rất là tây, cái màu của nó là màu nâu cà phê nhạt nhạt, người rất là tây cho em luôn, mà mặc lên thì sáng da. 150 chốt cho em mã số là 231. 150 mã số là 231 cho em luôn này. Họa tiết đi ạ. Họa tiết cho em nhá, cổ cao này các chị này. Em này nó ôm chặt vào cổ thì rất là ấm, nó sẽ ôm cổ giữa cổ này các chị này, nó không phải là quá cao đâu nhé mọi người nhá. Em này đi ạ, MLXL, cứ dưới 65 cân mặc vừa em này cho em luôn. Dáng hơi vai rơi này các chị này. 150 mã số là 324. 150 mã số là 324 cho em. 370 cho chị Ngân Nguyễn. Màu cam cho em này. Đó, chị rõ không ạ? Lên hạt gạo cho em này. Một em lên hạt gạo cho em mọi người nhá. Lên, à. Lên hạt gạo này, thoải mái ML 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa em này. Bán em này, ủa tay re chỗ đẹp chưa? Tay loe đẹp dã man cho em chị này. 324 anh chị Hạnh Trinh. Eo tay hàn đẹp chưa? 150 mã số là 352. Nhanh tay cho em một quá đẹp mọi người ơi. Mã số là 352 cho em các bác này. Mã 352 này. Xinh xỉu chưa? Thôi hạt gạo tiếp cho em nhá. Hạt gạo này 40-50 cân. 40-50 cân mặc vừa em này. 150 mã số là 233. Hạt gạo mít cổ nhá. Mã số là 233 cho em luôn này. Đây kẻ caro đây. Đã bảo rồi. Càng basic thì càng lên mặt. Càng dáng đơn giản mọi người càng nên mặc em này nhé mọi người nhá. 40 khoảng tầm 50 cân mặc vừa em này. Đẹp chưa? Hơi vai rơi nhẹ thôi. 40-50 cân, 150 mã số là 288 cho em. Mã số là 288 cho em nhé mọi người nhá. 288 này, cái màu này trời ơi, cái màu nó mê các chị ơi. Cái màu này thật sự rất là mê, cái màu này các chị ơi. Nó trắng da kinh khủng cho em nhé mọi người nhá. Chất này chị nhìn chất nó này. Đây, nhìn gần đi ạ. Chất đỉnh dã man cho em luôn nhé chị nhá. Len ép nó dày, nó mịn kinh khủng cho em luôn á. Em này ạ, à, S, M, L đều vừa cho em được, bởi vì len các chị ạ, đa số là khoảng 4 chiều được em này. Bỏ lại vị trí cũ này, đó. S, M, L đều vừa, 150, mã số là 716 cho em. 150, chốt cho em mã số là 716 cho em nhé mọi người nha. Mã 716 cho em luôn này. Này rất là xinh này, em này không biết là nhìn tưởng dạ mọi người ạ. Em này không biết nhá, là nhìn xét tưởng là dạ cho em nhé các. Dày thế nhỏ em ơi, 716 chị Phương đâu. Không biết là nhìn tưởng dạ mọi người ơi. ML 50-60 cân, 50-60 cân này, 150 mã 227. À không biết là tưởng dạ không á, vì nó rất là dày. Mã 227 cho em luôn này, họa tiết cho em. 45 tầm độ 53 cân, màu rêu rêu này, muối tiêu. 45 tầm độ 52-53 cân.
Bán em này chỉ với giá là 150.000, mã số là 283. 150.000, mã số là 283 cho em luôn các bạn này. Mã số là 283 cho em luôn, màu vàng đi ạ. Một em màu vàng nhạt cho em này. Len ép lông cừu cho em chị ơi. Một em len ép lông cừu nhá mọi người nhá. Nhớ này, khi mà mặc mình dài em phải sắn tay lên cho em mọi người nhá. Mặc bị dài quá thì sắn tay lên cho em, không sợ bị ngắn mọi người này. Em này ạ, SM 45 tầm độ 53 quay đầu. Dưới 53 cân thì lấy những em này cho em luôn. 150.000, mã số là 238. 283 cho chị Hạnh A. Mã số là 238 cho em bác này. Ui, cái quả cổ này không lấy thì lấy cái gì bây giờ ạ? Rồi, áo khăn là phải lấy ngay cho em luôn này. Còn cổ lọ nha, mình biết đồ với cái tất kỳ cái áo gì cũng đều đẹp này. SM 45 tầm độ 50 cân thôi, S thôi. 45 đến 50 cân S thôi. 150, mã số là 187. 150, chốt cho em mã 187 cho em luôn này. Thế nào, như thế nào áo khăn sẽ như này các chị nhá. Mặc thử cho mọi người xem em áo khăn nhá mọi người nhá. Đây, mặc lên mà em áo khăn mọi người xem này. Áo khăn rất là dễ mặc luôn, ai mặc lên cũng rất là ok. Đây, 40 50 cân các chị này. 40 đến 50 cân mặc với những em này cho em. 40 50 cân cho em này. Mix hai màu đen đỏ thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Đen đỏ vàng đỏ hay là trắng đỏ thì à nhầm, đen đỏ này, đen vàng hoặc là trắng đen rất là dễ mặc mọi người nhá. 150.000 chốt cho em mã số là 197 cho em. Áo khăn mã 197 một phút đi cho các bác ơi. Hút đi thì không phải nghĩ luôn. 187 cho chị Dung Chi. Hút đi thì không phải nghĩ cho em nhé mọi người nhá. Em này chị này hút đi này. Thoải mái cho em M và L nhỏ 50 57 cân này. Hút đi có mũ thì ai mà cũng được nhá. 50 57 cân cho em này chị này. Em này ạ, bán em này chỉ với giá là 150.000, mã số là 222. Mã số là 222 cho em. Trời ơi đẹp chưa các bác ơi? Đẹp dã man chưa ạ? À, một em len kẻ nhé mọi người nhá. 40 50 cân mặc vừa em này. 40 50 cân này, em này bên ngoài là màu đen và trắng mọi người nhá. 150 97 cho chị Giang Nguyễn. 150 mã số là 158 cho em luôn này. 150 len S, mã số là 158 cho em luôn. Cái này không đẹp thì hơi bị phí nhá mọi người nhá. Không đẹp thì hơi bị phí luôn, chất nó phê cực kỳ đỉnh cao lắm. Chất nó đỉnh luôn nha, một chữ đỉnh thôi. Đây, một chữ thôi, đỉnh đã mang chị này để gần mọi người xem nhá. Nhìn này. Nhìn này, chất nó phê chưa ạ? Đó, 50 tầm 57 cân. 50 57 cân mặc với những em này này, dáng hơi kiểu crop top một chút nhẹ này. 50 57 cân dáng áo đuôi tôm nhá. 150.000, nhanh thì còn chậm là hết. Mã số là 128 cho em luôn. Mã số là 128 cho em luôn này. Chất dày dặn cho em 40 50 cân. 40 50 cân chất dày dặn nhá. 120, mã số là 242. 120, mã số là 222 cho em luôn này. Em đã bảo rồi, cứ em nào cổ lọ, chị Nguyễn Thị Duyên. Cứ em nào cổ lọ thì mình nhanh tay mình lấy luôn cho em. Riêng cổ lọ phải lấy ngay nhá. M, L, 50, 60 cân này. 50, 60 cân, 150, mã số là 804. Nhanh tay của hai lưỡi hết rồi nha. Cho chị Toan Toan. Này đây, dáng kiểu áo khăn đây ạ. À. S, M, L, X, L, ai mặc lại cũng đẹp. Cái chất lông cừu nó chị ơi. Lông cừu nhiều, dã man luôn. 28 cho chị 150, mã 162. 150 mã số là 162. Ôi đẹp chưa các bác ơi. Này còn có cả mũ các bác nhá. Nhưng em này nó là cái kiểu gọi là nhỉ? 128 chị Phong Lan. Cái em này nó là kiểu hoodie mọi người, hoodie. Chúng ta chặt nhá. Áo len giả hoodie cho em chị này. Đây. Áo len giả hoodie chị Ngọc Lê. ML 50 60 cân cho em. 50 60 cân mặc vừa em này. 150 chốt cho em mã 196. Mã 196 cho em luôn. 162 chị Phạm Ngọc Nhi. Em này nặng 2 cân mọi người ạ. Cấm nặng dã man cho em. M, L, X, L này. Bán em này 150, mã số là 247. Dày mà đẹp lắm mọi người ơi. Mã số là 247 cho em luôn nha. Mã 247 này. À, xịn xò chưa. 40, 50 cân. 40, 50 cân len S 120, mã số là 228. Mã số là 228 này. Hơi chảnh chảnh nhẹ. Một em này dáng cổ thuyền chân dài. Hơi chảnh nhá, dáng cổ thuyền này. Mic dáng kéo khóa ở ngực cho em luôn. Bác nào đấy là đang phải bác bầu bí hay là mới có em bé mọi người. Mình em này cho em luôn này. Tay mic nơ 50-60 cân mặc vừa những em này. Dấu bụng siêu tốt 150, mã số là 714. Mã 714. Vàng sáng ạ. Đây vàng sáng đây. Vàng sáng nha mọi người nhá. Đây vàng sáng này mic này. Nhưng em này thì nó gần như là dáng váy mọi người. Em mặc nó dáng đến giữa đùi của em rồi. Bác nào cao cho em dưới 1m60 thì mặc thành váy được nhá mọi người nhá. S, M, L đều vừa. 22, cao dưới 1m6 mặc thành váy cho em. 150 chốt cho em mã 230. 150 chốt cho em mã 230 cho em luôn này. Đây trời ơi.
SM 45 tổng độ 55 cân này, em ơi màu xinh xỉu luôn ý. 45 đến 55 cân 150.000, mã số là 299. Mã số là 299 cho em luôn này. Mã 299 cho em. Đây, tiếp theo ạ. Mà em kèm mở em còn kèm mũ nhá mọi người nhá. Hoodie đi ạ. Chính hoodie nhá mọi người nhá. Hoodie thì riêng hoodie em bảo rồi, hoodie thì các chị ai nên lấy bởi vì rất là dễ mặc. ML 53 60 cân, len ép mà rất là mịn luôn ý. 53 60 cân 150, mã số là 206. Em chất phê chưa? Mã số là 299 cho chị Phạm Thanh. Ôi các bác ơi nhìn này. Không đẹp hơn bị phí luôn ý. ML XL nha, rồi 65 cân là vừa hết. Len thừng 150 mã 204 ạ. 150 mã số là 204 cho em luôn. Chấm bi ạ. Chấm bi và kẻ thì ai cũng nên có nhá. 45 tầm độ 53 cư dân mặc vừa em này. 150 mã số là 295. 150 mã số là 206 cho chị Nguyễn Quỳnh Mai. Em cái màu đẹp, mọi người nhìn gần đẹp không ạ? Đó. Hơi muối tiêu màu xanh kiểu xanh ngọc đậm ấy. Hơi muối tiêu này. Lại còn mít mít kiểu lông cừu nữa. 40 55 cân mặc vừa em này. 40 55 cân. Đinh Thị Hòa. 150 mã số là 805. Riêng em bị chật thôi mọi người nhá. Lên được qua đến chiều được mà không sợ bị chật đâu. Chỉ có làm sao mặc đẹp nhất có thể thôi mọi người ạ. Đây em này ạ, dáng hơi tay bồng một chút. ML 50 60 cân, dáng hơi tiểu thư và cái màu của nó hơi kem hồng hồng nhá. 150 mã 371. 150 mã 371 cho em luôn này. Cổ tim thì mặc ai mặc lên cũng đều trẻ trung đã các chị ơi này. Cắt áo chị Hồng Hà. 50 60 cân, 50 60 cân nhá, len lông cừu này, cắt áo rất là xinh. 150 mã số là 246. 150 mã số là 246 cho em luôn này. Len thôi chị ơi, len nổi cái chị này. Đó, làm đẹp chưa? Cả hai mặt đều đẹp nhá mọi người nhá. Nhìn rõ từng sợi lông cừu cho em luôn là biết lông cừu chất lượng cao thế nào rồi. M và L 53 60 cân cho em này, dáng đến giữa hông cho em. 150 mã số là 331. 150 mã 331 cho em luôn này. 331 cho em. Này mới đẹp đấy. Em này thật sự em nhìn thích luôn. Em nhìn cái em muốn chốt ngay, em muốn chốt luôn nhá, size L. Đây này. Em cũng thích em này luôn này, 55-60 cân. 55-60 cân mặc vừa em này. 150.000 mã số là 126. 150.000 mã 126 cho em nhá mọi người nhá. Họa tiết này, một em hàng Balenciaga. Đây. Một em hàng của Balenciaga này. Đằng trước thì là thêu và đằng sau của nó thì là họa tiết in dệt trực tiếp trong áo mọi người nhá. Đây, giờ trực tiếp cho chị. Bao cho chị Hương Vũ. S, M, L đều vừa. Cứ dưới 60 cân là vừa thì em này cho em được hết mọi người nhá. Chất màu tanh và mịn nó cực kỳ dày. 150 mã số là 251. 150 mã 251 cho em luôn này. Màu cam đi ạ. Màu 26 chị. Bảo. 55-60 cân. 55-60 cân này. Chị thời trang mẹ xinh. 150 mã số là 827. 150 mã 827. Trời ơi, cái màu yêu chưa? Hơi phối nhũ nhẹ. Hơi phối nhũ nhẹ cho em mọi người nhá. Hơi phối nhũ nhẹ này. M 50 57 cân. 251 cho chị Hạnh Anh. Dáng kiểu chùm mông nhá. 50 57 cân, 150 mã số là 143. Hơi chùm mông một chút xíu, không quá dài đâu mọi người nhá. Mã số là 2 của lọ đi đến tìm của lọ họ hết rồi mọi người ạ. Của lọ ít lắm, thật sự của lọ ít không, em không còn của lọ ấy. Em này tiếp theo nhé mọi người nhá. Một em màu vàng cho em. 45-53 quay đầu. Len hạt gạo này, cắt ao eo này. 45-53 cân. 150 mã số là 802. 150 mã 802 đây cổ lọ chị ơi. Một em cổ lọ bác nhá. Em này không phải nghĩ nhiều. Bên trong chị nhìn này. Đây chị Hoa Nguyên ạ. À? Đây chị ơi nhìn này. Bên trong đẹp không ạ? Bên trong nó hết 100% là nỉ cho em. Rất là ấm rồi. 45 tầm độ 55 cân thì lấy ngay này. 45 đến 55 cân lót nỉ cả tay cho em luôn nhá mọi người nhá. Cổ lọ này, nhanh tay 150. Chị Hà Thu 150 mã số là 229. 150 mã số là 229 luôn này. Mã 229. Hà Thu này bao lâu số này chị ạ? 40 50 cân đẹp quá. 40 đến 50 cân này, 120 mã số là 109 cho em mix màu. Mã số là 109 đây của em cổ cao ơi các bác này, chứ không phải cổ lọ chỉ là cổ cao thôi nhá các bác nhá. Cổ lọ phải cao hết gấp hai lớp, em này nó chỉ là kiểu cổ cao thôi. 40 50 cân này chất dày lắm mọi người ạ. 40 50 cân, 150 mã số là 120 mã số là 125. 120 mã số là 125 cho mọi người nhá. Đây. Hút đi tội gì mà không mua. Đẹp thế này. Chất vừa đẹp mà dáng đẹp mọi người. ML 53 60 cân. 53 60 cân, 150 mã số là 252. Em đảm bảo em 22 đẹp luôn, đảm bảo đẹp các bác luôn. Mã 252 cho các bác nhá. Này màu này. Em có chất thì dày bịch. Chất thì dày bịch, 45 tầm độ 52 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân này, cái màu của bên ngoài là màu xanh ngọc đậm nhá. 150 mã số là 289. Mã số là 289 cho em luôn màu đỏ đi. Lên mà em màu đỏ. 252 cho chị Phin Nguyễn.
Em muốn nói là phê cho các bác thôi. Là chất xuống chưa? Cổ tim nhá, ML 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa những em này cho em các bác này. Bán em này 150, chốt cho em mã số là 157. 150 chốt cho em mã 157. Đã là màu cố mà còn hơi muối tiêu chứ. Đẹp thế chứ lại. Màu hơi cố muối tiêu nhá. 45 tầm độ 52-53 cân. 289 chị. Em này eo của nó là hơi đuôi tôm và nó hơi là dập dập tay một chút xíu này. 150 chốt cho em mã số 33. Chân nó đẹp lắm, chân nó xốp, nó mềm, nó đẹp. Mã số là 33 cho em luôn này. Mic lông thỏ ạ. Họa tiết đẹp chưa? Họa tiết hình nốt nhạc như của TikTok. Đó. Tất nhiên họa tiết này cái gì nhá? Tất cả họa tiết đều mic hình bằng lông thỏ hết. Họa tiết lông thỏ hết này. Đó, phải chắc là sau này. Họa tiết lông thỏ hết cho em. 57 chị Bảo và Bảo. 50-57 cân. 50-57 cân này. 150 mã số là 285. 150 mã số là 285 này. Ui phê chưa? Này cầm có chắc chịch cho em mọi người này. Em này chắc chịch luôn các chị ơi. Nặng ơi là nặng luôn này. 50-57 cân. 50-57 cân nhá. Chất nét căng dày. 150 mã số là 127. Em lên bye bye chị Việt Nguyên. Quan trọng là phải dày, là phải đẹp, mình mặc phải ấm đúng không mọi người? Lấy luôn, trời ơi, hàng hiệu Lily này. Lily nó giống như kiểu làm giống như HM mọi người. Nó rất hay sản xuất những cái gọi là gọi là chất lượng khá là tốt và cái mẫu mã thì khá là thời trang cho em mọi người nhá. Em này thì nó là kiểu logo brand bên Hàn thôi chứ nó không nổi như là HM. Em này nhá, hàng hiệu của Lily này. ML 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa thì em này 150.000 mã số là 461. Hàng hiệu Lily mã 461 này, muối tiêu màu đen. Màu đen muối tiêu chất dày thế nhưng mà size nhỏ thôi. 40-50 cân. 40-50 cân, 150, mã số là 718. Mã số là 718 cho em bác nhá. Mã 718 cho em này. Năm nay nhá. Năm nay không chắc là họa tiết gì, họa tiết răng sói. Đây, lấy em này ngay cho em. Răng sói thì phải lấy ngay cho em rồi. 50 46 thôi chị cua chứ. Em này maximum là 65 cân quay đầu. Dưới 65 cân mặc vừa em này cho em mặc thoải mái, cực kỳ đẹp, em đảm bảo đẹp luôn. 150 mã số là 401. Cho chị nắng thôi. Mã 101 đảm bảo đẹp các chị luôn. Mã 101 này, trời ơi đây, mix màu đây. SM 45 tầm độ 55 cân ạ. 45-55 cân. Những chị nào mà có đôi giày kiểu MLB nhé mọi người nhé, Balenciaga thử mọi người mặc mix với em áo này thì tuyệt vời luôn. 150 mã số là 334, kiểu vừa ngầu vừa đẹp đó mọi người. Mã số là 334 cho em các bác nha. Màu trắng đi mọi người ơi. Màu trắng đi, em này size nhỏ rồi, bác nào size nhỏ thì lấy này. 40-50 cân. Chất cho mã cho em mọi người ơi. 40-50 cân nhá. 150 mã số là 301. Chất màu thì rất là khó được em, chất cho mã cho em là ok nha. Đây mình tiếp này. Ui chất phê chưa? Chất nó dày, ôi là dày luôn này. Tay dáng Hàn. M 50 khoảng tầm độ 55 cân mặc vừa như em này. 150 thôi, mã số là 142. Chất nó dày đẹp lắm. Mã 142 cho em các bác nha. Họa tiết kẻ tiếp em bảo rồi. Chị bảo riêng những cái dòng kẻ thì mình phải lấy rồi. Riêng kẻ phải lấy ngay. 45 đến 55 cân. Chắc chị nhìn đây. Này, đẹp chưa? 45 đến 55 cân. Bán em này 150 mã số là 115. Chị vào ebook mình xem được lấy mã thì mình được một từng lấy mã nhá mọi người nhá. 142 chị Thu Phương ạ. Rồi, chào chị này. Em này tiếp này. Em này ạ, có dây quai lụa hàng hiệu. Em này M và L 53-60 cân mặc vừa em này. 53-60 cân. 150 mã số là 217. Mã số là 217. Trời ơi mày đẹp. 115 cho chị Đinh Bảo An. Đảm bảo em này đẹp các chị ơi, muốn tìm thứ hai không có mọi người nhá. Muốn em tìm hai hơi khó đấy mọi người ạ. Đẹp chưa? Đây, ML 50-60 cân, đẹp quá. 50-60 cân mặc vừa em này, quá đẹp chị này. Màu thích thật sự đấy. 50-60 cân, 150 mã số là 265. Mã số là 265 cho em luôn này. Hồng này của nó là hơi mít màu muối tiêu nhé mọi người nhá. Cái này nó là hồng tím rồi và mít nơ cho em. 53-60 cân mặc vừa em này. 150 mã số là 253. Mã số là 253 cho em các bác nhá. Ui lông thỏ này. Lông thỏ thực sự là hiếm có, khó tìm. Nếu mà để so sánh thì lông thỏ sẽ nó sẽ có cái giá là cao hơn lông cừu nhá mọi người nhá. Nên mình nhanh tay cho em đi ạ. Trời ơi tuyệt vời. 40-50 cân thôi ạ. XS và S nhanh tay cho mọi em nhất thôi các chị nhá. Một con duy nhất này từ 40-50 cân. 150 mã số là mã số 19. Không nhanh thì hết. Mã số 19 nó chính gọi là bản phiên bản giới hạn ấy, limited đấy mọi người. Không có nhiều. 253 cho chị dâu tây. Nhìn như là LV ấy mọi người ạ. Nhìn cứ như là LV luôn ý. Xịn dã man. L 55-60 cân phải lấy quất ngay cho em. 150 mã số là 184. Không lấy là chỉ có tiếc mọi người nhá. Em này quá đẹp. Mã 184 cho em này. 19 cho chị Trịnh Hải. Trời ơi này phối này. Giả phối này mà đẹp lắm. ML tay chuông này. 53-60 cân nhất tay chuông lên ép giày bình. 150 mã số là 267. 150 mã số là 267 cho em này. Mã 267 này, tiếp này.
M và L 50-57 cân. 50-57 cân mặc vừa em này. 150 mã số là 226 cho em. 150 mã số là 226 cho em mọi người nhá. Đây đẹp chưa ạ? 40-50 cân. Size nhỏ thì lấy này. 40-50 cân len em rất là dày. 150 chốt cho em mã số 18. 267 cho chị Phạm Huệ. 150 chốt cho em mã số 18 cho em các chị này. Ôi mic màu đơn giản quá ạ. Càng đơn giản thì lại càng đẹp cho em. M và L 50-60 cân nhá. Maximum 63 số tư cân vẫn vừa thì em này được. 150 mã số là 335. Mã số là 335 cho em nhá mọi người nhá. Mã 335 này em này cái này. Em này rất thích cả bởi vì sao? Mặc dù đơn giản thôi nhưng mà mặc lên nó rất là tôn màu, màu rất là tôn giá và tôn da. Nhá, size nhỏ chút xíu cho em này. 40-50 cân crop top. 40-50 cân crop top cho em này. Mặc với quần cặp cao hai chân váy xòe thì rất là xinh cho em. Bán em này 150 chốt cho em mã 211 cho em. Mã số là 211 các phố những em chân váy tennis ấy mọi người. Dập đi rất là đẹp cho em luôn nhá. Mã 211. Trời ơi. Em này không đẹp thì lấy nào bây giờ? M 50-57 cân, vừa dày dặn vừa họa tiết thì siêu nét. 50-57 cân này. Bán em này chỉ với giá 150.000. Chốt cho em mã số là 262 Mickner cho em nhá. Mã 262. Không đẹp hơi phí luôn. Mic tiếp này, tay này. Mic tay này đẹp chưa? S M 241 chị Nguyễn Dung. 45-55 cân, 150 mã số là 154. Mã 154 cho em luôn này. Càng đơn giản thì lại càng dễ mặc. Em này màu hơi muối tiêu nhá. M họa tiếp theo. 262 chị Út Liên. 50-55 cân, 150 mã 212. Mã số là 212 cho em luôn này. Trời ơi mít này. Cây thông cho em. L, M, L, XL. Cứ dưới 65 cân là vừa nhá. Em này dáng kiểu chú mông mọi người. Cái màu của nó là hơi hơi màu sữa bạo Hàn Quốc mọi người này. 150 mã số là 241. Màu là hàn rẻ lã nam các chị nhá. Mã 241 cho em luôn. Chất thì dày, tay như này không lấy thì lấy cái gì hả các bác. Riêng về len thì không phải đảm độ đẹp nữa mọi người nhá. Ác là hàng len em nhiều năm rồi thì biết rồi. Chất quá phê. 212 chị Nguyễn Văn Huệ. ML 50-60 cân này. 50-60 cân mặc vừa những em này. 150 chốt cho em mã số là 28. 150 chốt cho em mã số là 28 cho em luôn này. Đây, có em này nhá. 54 chị, bún chả. Có mũ này, hoodie, họa tiết dệt 40-55 cân mặc vừa em này. 40-55 cân, 150 mã số là 268 cho em luôn này. Mã số là 268 cho em. Ủa, đây đây đây. Cái quả này chắc là 2 cân thôi mọi người ạ. 241 chị Hà Thu Loan. L, XL và kể cả 2L của những em này nhá. Cứ dưới 70 cân mặc vừa những em này cho em nhưng em đảm bảo là rất là đẹp, rất là chắc chắn. 150 mã số là 119. Hà Thu Loan đúng không chị? Bịch mắt rất là dày. 28 chị Lê Thị Hòa. Đây này, chấm bi cho em này. Chấm bi thì lấy luôn một suy nghĩ gì hả mọi người. S, M, L đều vừa tay chuông nhá. 150 chốt cho em mã 135. 150 chốt cho em mã 238 chị Thầm Lặng. Màu đỏ cho em này. 40-50 cân tay Mickner cho em nhé. 40-50 cân. Bán lên này 150.000. Chốt cho em mã số là 198. Mã số là 198 cho em. Trời ơi đây đây đây. Họ cái theo lấy còn gì ngay được. 119 cho chị Hoa. Thường thường hàng theo sẽ giá cao bình thường những em khác nhé mọi người nhé. Em theo bình thường sẽ giá cao hơn đấy ạ. ML 53-57 cân. 53-57 cân 150 cho chị. Chị Hải. 150 mã số là 257 cho em luôn ạ. Mã số là 257 quá. 45 tầm độ 53 cân quay đầu. 45 tầm độ 52 53 cân. 150 mã số là 216. Mã số là 216. Trời ơi. Và chiếc Burberry này cái len của chị gọi là em thề các chị luôn mà chất không em nào sánh bằng luôn đấy mọi người. Đây, họa tiết Burberry London các chị này. Đó, xuất sắc chưa ạ? Đây, họa tiết Burberry này. ML 53-60 cân. 53-60 cân mặc vừa những em này. Thực ra em này theo em là nam nữ đều ok hết được nhá. Cứ từ 53-60 cân thì vừa. Đẹp dã man họa tiết Burberry này. 257 chị Khôi Hoa. Mã 163 không thấy hơi bị phí luôn ấy. Mã 163 cho em luôn này. Mã 163, màu nâu đi ạ. 45 tầm độ 55 cân. Màu tôn da quá. 45-55 cân nhá, 150 mã số là 328. Mã số là 328 cho em luôn này. Này, em này này. M, L, X, L. Dưới 65 cân mặc vừa em này. Lên lục cừu nhá, dưới 65 cân này. 150 mã số là 302. 150 mã 302 này. Cái màu này tôi không lấy cái gì các bác. Cái màu này phải lấy ngay, quất ngay cho em. 40-50 cân này. 40-50 cân nhá, mít đỏ vật gấu này. 150 mã số là 190. Trời ơi chị ơi. Cái em này nhá. Cái em này không lấy cái gì các bác. Em này thật sự nó quá là bánh bèo quá điệu luôn.
Em này nhá các chị ơi, các chị có bán, em mà bán 200 nghìn vẫn xứng đáng không mọi người. Em này nhá, ML 50 cân đẹp chưa? Em đẹp thật sự đấy. 50 60 cân mặc vừa, những em này em đảm bảo rất là xinh cho em. 150 nghìn và số là 704, đẹp quá luôn mọi người. Em nhìn giật mình luôn. Mã số là 704 này, đó là cái mã này. Em này nó phối hai bên kiểu gọi là giả giả tay, kiểu tay phông mọi người, nó giả phông em này di lê kiểu giả vợ giả như vậy. Thực ra nó liền nhá mọi người nhá. Không biết là sẽ tưởng là hai áo, thực ra nó chỉ là một áo thôi. 40 50 cân mà em này xinh này, em mặc lên trông trẻ trung dã man mà nét căng nhá. 40 50 cân. 150 mã số là 608, đẹp hơn Gucci thật sự. Mã 608 này này. Đang hot trend kiểu dáng rộng như vậy nhá mọi người nhá. Mình lấy nhanh cho em đi. Chất len kiểu len thừng. Thoải mái S, M, L, XL đều vừa cho em này. S, M, L, XL đều vừa. 150, mã số là mã số 1. 150 chốt cho em mã số 1. Không đẹp như chị các bác luôn, anh em đấy quá đẹp luôn. Ta em đều rất là xinh này. Thôi, cái Mickey. Hoa tiết Mickey đính đá hết cho em. Đính đá, đính ngọc 100% này. 53, 60 cân một vừa em này. 53, 60 cân. 150, mã 110. Nguyên dung. 150 chốt cho em mã 110 cho em luôn này. Đây, tiếp vào chất bản to. Chất đũa bản to cho em nhé. M, L, XL. Dưới 65 cân mặc vừa em này. 150 mã số là 27. 150 chốt cho em mã số là 27 cho em luôn này. Mã 27 cho em luôn này. Đó, đây. 50, 60 cân mặc vừa em này. 50 đến khoảng tầm độ không em, 50, 57 cân thôi ạ. 50, 57 cân nhá. Mít tu rua. 150 chốt cho em mã 701. Mã số là 701 cho em nó bác này. Mã 701 này. Các bạn biết đi. Em họ tiết là lấy ngay không gì nữa. Đơn giản nhưng mà cực kỳ dễ mặc các chị nhá. Đơn giản cực kỳ dễ mặc này. Em này ạ. Thoải mái cho em ML 50, 60 cân. 50, 60 cân. 150 mã số là 133. 110 cho chị Ngân Nguyễn. Quá số 1 đấy. Họa tiết các em ơi. Eo ơi, M, L, X, L ai mặc cũng đẹp. Cứ dưới 65 cân mặc vừa những em này cho em luôn. 150 mã số là 208. Một cái bản vàng rồi. Mã số là 208 cho em luôn. Số 1 là chị Thục My. Đây các chị này, tiếp này chị này. Đẹp chưa? Em này nhé mọi người nhá. Em này tiếp này. Xem nào. À, em này chị nhá. Em này ạ, thoải mái 50 57 cân. 50 57 cân dáng hàn cho em, 150 mã số là 137. Mã số là 137 dáng hàn mà trời ơi, Mickey màu trắng tinh. Màu trắng tinh thật sự là hiếm có khó tìm, bởi vì sao? Màu trắng thường là khi mà bảy lá rồi chị Linh Hà. Nó rất là dễ bị bẩn nhá mọi người, nó rất là khó với em này luôn. 40 50 cân đấy chị này, mặc thành dáng áo váy cho em. 40 50 cân. 120.000 bởi vì nó dáng mỏng thôi. 120 mã số là 269. 120 mã 269 là chất mỏng nhẹ này. Ôi hút đi. Chất dày chưa ạ? Nào, hút đi này. Hút đi cho em. ML 53 60 cân. 53 60 cân nhá, chất dày mịn dã man. 150 mã số là 353. Mã số là 353 cho em luôn bác này. Nguyên thì không anh mới bác điện tử. Em này cực đặc biệt là này. Cực đặc biệt nhá, mặc lên thì là nổi lên thế này chị ơi. 40 50 cân nhưng chất lông cừu nó thì các chị ơi phê dã man. Nó mềm, nó mịn và cực kỳ nhẹ. 37 chị Nguyễn Ngân Huệ. 40 50 cân mặc vừa em này. 150 mã số là 355. Mấy bao số điện thoại mã số là 355 cho em luôn này. Trời ơi, len một trắng tinh nữa chứ này. Len trắng tinh này. 353 chị Nguyễn Thu. ML 50 60 cân cho em nhá. 150 mã số là 207 cho em. Mã 207 cho em luôn này. Trời ơi. Đẹp thế này anh lấy cái gì nè, thì một biển siêu cute nhá. 50 tầm độ 57 cân ấy, nó dày dặn lắm rồi. Em đảm bảo này rất là dày. 50 57 cân dáng trùm mông này. 150 thôi ạ. Chốt cho em mã 172. Em này ai lấy giật mình luôn, chắc là quá đẹp. Mã 172 cho em luôn này. Ôi phê quá. ML XL dưới 65 cân mặc vừa những em này cho em luôn nhá. Đẳng cấp luôn, chất nó như kiểu là chất bóng cuốn ấy. 150 mã số là 801 là hàng cao cấp nhá mọi người nhá. Mã số là 801 hàng cao cấp cho em luôn này. Cái siêu cute đây các chị ơi. 40 đến 50 cân mặc vừa những em này. Ôi xinh quá. 40 50 cân em này cute lắm mọi người, hai bên mic bò cho em luôn ý. 150 mã số là 170 em này đảm bảo đẹp luôn mọi người. Vừa đẹp vừa trẻ trung cho em này. Mã 170 cho em luôn. S, M nhỏ dưới 53 cân. Dưới 53 cân mặc vừa những em này cho em luôn. 150.000. 150.000 mã số là 120. Mã 120 cho em đúng không này. Mã 120 màu hồng đi. Trời ơi, em nào cũng cầm chắc tay này, không cậu sẽ không lấy đúng không? Em này M, L, XL. Năm em đang trên kiểu áng rộng, mọi người nên lấy em áng rộng cho em nhé. Dưới 65 cân thì lấy những em này.
150.000, chốt cho em mã số là 205. Mã số là 205 cho em mọi người nhá. Mã 205 cho em luôn này. Tiếp này. 40 50 cân mặc vừa như em này. 40 đến 50 cân mặc vừa như em này cho em mọi người, màu xanh này, cổ tim nhá. 40 50 cân. Bán em này 120.000, mã số là 315. 120.000, mã số là 315 này, nhanh tay này, còn mấy em đang nghỉ nha mọi người nhá. Có 3 là hết mọi người nhá, không còn nhiều đâu. Màu đỏ ấy ạ, tầm này mặc em này thì quá hợp lý luôn. Mua đi mặc thôi em là cực kỳ ok này. 40 50 cân màu đỏ. 40 đến 50 cân mặc với những em này cho em này, bo tay và bo gấu. 150.000, chốt cho em mã số là 364 cho em này. Mã số là 364 cho em luôn, màu đen đi. Màu đen thì ai cũng phải cần nhá mọi người nhá. 315 cho chị Đình Mạnh Cẩm Hương. Rồi, oversize này, SMLXL. Cứ dưới 65 cân mặc vừa em này cho em. 120 mã số là 357. 120 mã 357 cho em luôn này. 357 cho em nha. Rồi, theo mix màu đi. Một em mix màu cho mọi người đi ạ. Đây là tiếp này, em này ạ. 40 50 cân này, đẹp chưa? 40 đến 50 cân nhá, mix màu cho em luôn này. 150.000, chốt cho em mã số là 318 cho em luôn. Mã số là 318 cho em mọi người nhé. Đây này, trắng này đẹp với chị này. Trắng này đẹp dã man cho em luôn. Đây, len lông cừu cho em. Len lông cừu đẹp dã man cho em này. Lên lúc đúng mà em đang nghỉ nhá mọi người nhá. Đúng rồi, em là nghỉ nhá, không còn nhiều nữa nha các bác nhá. Em ở một là cổ tim mà không cũng được, hai là mọi người phối với sơ mi bẻ cổ mọi người rất là đẹp. 40 50 cân. Đẹp chưa? 318 cho chị Trần Trà Mi. 40 50 cân mặc vừa những em này này, 150 mã số là 207. Mã số là 207 cho em luôn chị này. Mã 207 cho em luôn này. Đẹp chưa? Họa tiết như là LV này, chất thì mê ơi là mê, LV nó cứ mịn ơi là mịn mọi người. Chất nó như là kiểu một cái chăn lông cừu xuống kỳ. ML 50 60 cân. Địa chỉ đấy ạ. Màu đẹp mà họa tiết đẹp mọi người nhá. 50 60 cân này. 50 60 cân cho em. 150.000 mã số là 184, em đảm bảo này đẹp luôn ấy. Mã 207 cho chị Lê Hằng. Mã 184 cho em. Chị Lê Hằng khách mới inbox dưới này chỉ để chốt tiếp ạ. Lê Hằng inbox luôn đấy ạ. Thì em này xứng đáng phải lấy ngay mọi người, em này bình thường 180 không phải 150, 160 đâu mọi người ạ. Chất nó đẹp lắm luôn ấy, chất nó dày bịch như cả cái váy. Đây này đẹp chưa? ML 50 60 cân, mặc càng rộng càng xinh nhá. SML cứ 60 cân mặc vừa thì em này cho em được này. Bán em này 150.000 mã số là 208. Mã 208 cho em các bác này. Mã 208 cho em các bác này. 208 cho em nhá mọi người nhá. Đây, cái này xinh này. Xinh chưa? Cái màu nó yêu dã man mọi người. Nhanh tay nhá mọi người nhá. Không có lên nhiều đâu. Đây, 40 50 cân. 40 đến 50 cân mặc vừa những em này cho em ạ. 40 đến 50 cân nhá. Mix màu này. Bán em này 150 mã số là 335 cho em luôn này. Mã số là 335 cho em luôn nhá. Mix len lông thỏ đi. Một em mix len lông thỏ. Lông ở đường giá nó sẽ cao rất là nhiều so với lông cừu các bác nhá, nên mình nhanh tay cho em. Rồi. Đây, mix len lông thỏ này, 45 tổng cộng 55 cân. Mix len lông thỏ 45 đến 55 cân. 150 mã số là 285. Nguyễn Thị Cúc. Mã số là 285 cho em luôn này. Mã 285 cho em luôn nha. Đây, dáng rộng mình ưu tiên lấy này. Mã 335 cho chị. Dáng rộng thì mình nên ưu tiên nhé mọi người nhé, nên cho dáng rộng. Đây này, này. Thoải mái SMLXL. Dưới 65 cân mặc vừa những em này cho em. 150.000 mã số là 247 cho em này. 150.000 mã số là 247 cho em nhé mọi người nha. Mã 247 cho em luôn này. Đây là màu trắng mọi người đi. Màu trắng là rồi, màu trắng rất là khó làm nên mình nhanh tay cho em. 285 cho chị Hà Phan. Nhanh tay cho một bài luôn hết mọi người nha. Không nhiều đâu. Này, 40 50 cân này, em này mít nơ eo mọi người, mình bộ eo trước sau tùy mọi người. 40 50 cân này. 40 50 cân, 150 chốt cho em mã số là 301. Mã số là 301 cho em luôn này. Trời ơi, không đẹp hơi phí chị ơi. Không đẹp hơi phí nhá, hàng hiệu San Fu chị này. Hàng hiệu San Fu size M. San Fu size M này. 50 tầm độ 55 cân, em thề cái này chắc phê đã nào luôn ý. 50 tầm độ 55 cân, 150 mã số là 311. Mã số là 311 cho em các chị nhá. Mã 311 này, hai em cuối cùng này. Hai em cuối cùng nhá, mix màu này. Một em mix màu xinh chưa? Đây, 40 50 cân mặc vừa những em này, kiểu cute
len nhẹ nhẹ này, 40 đến 50 cân mặc vừa nhẹ mix màu cho em nhé. Len lông cừu rất là ấm vừa đẹp cho em. 150, mã số là 226. Mã số là 226 cho em này. Len cuối cùng cho mọi người nhé mọi người nhá. Len mà em dáng cuối cùng cho mọi người luôn này. Màu của nó là màu vàng chanh cho em, kiểu vàng quả chanh chín ấy, quả rất là đậm nhé mọi người nhá. Hơi kiểu vàng mụn đạm nhé mọi người ạ. Em cuối cùng này, len hạt gạo này, cổ của nó là kiểu cổ cao 3 phân, 40-50 cân. 226 cho chị Nguyễn Thủy. 40-50 cân, em màu đẹp thật sự ấy. 40-50 cân, 150.000, mã số là 802. Em cuối cùng ấy nhá, mã số là 802. Hết rồi mọi người ơi, mã 802 là hết rồi các bác. Mọi người ơi, mai em sẽ nghỉ vào buổi tối mai nhá. Mai em sẽ live trưa, live chiều thôi mọi người nhá. Hẹn mọi người ngày mai lúc khoảng tầm độ 12 giờ nhé mọi người nhé, mọi người thêm nghỉ thôi ạ. Khách mới cho thì đầy đủ số và địa chỉ luôn nhé, không mọi người quên nha. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ngày mai. Tạm biệt mọi người, bye bye mọi người.